Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 40. Lý Ngao cũng gật đầu nói, đúng thế, đây là tranh chấp do Đường Thiệu Nguyên và Tiệt Thiên Giáo bày ra. Chúng tôi không hề có ác ý với Thanh Huyền Tông. Đường Thiệu Nguyên chính là Đường Lão. Diệp Bắc Minh bước tới chỗ hai người họ hệt như thần chết, tôi nói rồi, bước vào Thanh Huyền Tông, chết. Nháy mắt anh đã ra tay. Anh tung ra một quyền, huyết quang đáng sợ bùng lên. Một con rồng đỏ thẫm bay ra. Nó hướng thẳng tới hai người họ. Một luồng áp lực nghẹt thở đánh úp tới. Vương Bất Ly tức giận hét lên, danh con, cậu tưởng đó là thật hả? Tưởng Vương Bất Ly tôi dễ bắt nạt à? Khi ông đây tung hoành đại lục chân võ, mẹ cậu còn đang uống sữa đấy. Ông ta gầm lên. Vương Bất Ly điên cuồng vận chuyển chân nguyên, lôi điện quanh người điên cuồng lóe ra. Ông ta tóm lấy một tia sét rồi ném thẳng tới chỗ huyết long. Rầm. Một tiếng nổ vang lên. Vương Bất Ly kêu thảm thiết, mặt mũi đầy máu bay ngược ra ngoài. Cảnh giới thánh chủ trung kỳ vậy mà không cản được một quyền của tiên thiên sơ kỳ ư. Mẹ ơi! Đây là chuyện ngược đời gì thế? Mẹ! Lý Ngao sợ khiếp hồn, Vương Lão. Khi ông ta quay đầu lại thì Diệp Bắc Minh đã đứng trước mặt ông ta rồi. Đồng tử Lý Ngao co rút lại, tốc độ nhanh quá. Diệp Bắc Minh đưa tay tóm lấy cổ của Lý Ngao. Sau khi chứng kiến chiến lực của Diệp Bắc Minh thì Lý Ngao chẳng dám phản kháng, ông ta nhanh chóng lui lại đằng sau. Nhưng tốc độ của Diệp Bắc Minh lại còn nhanh hơn, mấy chốc đã đuổi kịp. Một chân của anh đạp xuống. Tiếng răng rắc giòn giã vang lên, cột sống của Lý Ngao lập tức đứt gãy. Ông ta quỳ rạp xuống đất như con chó, sắc mặt vô cùng hoảng sợ nói. Diệp Tông Chủ, cầu xin tha mạng. Tôi không phải là kẻ cầm đầu gây chuyện, tôi chỉ là người nghe lệnh làm việc thôi nên mới nhắm vào Thanh Huyền Tông. Diệp Bắc Minh lạnh lùng thong dong bước tới nói mau. Là ai sai các người đối phó với Thanh Huyền Tông? Vương Bất Ly nhe răng cười khẩy nói, danh con, cậu muốn biết hả? Nằm mơ đi. Cậu dám đắc tội với ba tông môn bọn tôi, Thanh Huyền Tông chết chắc rồi. Ồ! Diệp Bắc Minh thản nhiên thốt ra một chữ. Anh bước từng bước tới trước mặt Vương Bất Ly. Anh nhấc chân lên. Vương Bất Ly hoảng sợ nhìn đế giày Diệp Bắc Minh, cậu muốn làm gì? Rầm. Anh đạp chân xuống, nháy mắt Vương Bất Ly đã hóa thành đống máu. Vương trưởng lão. Đệ tử của Ly Hỏa Tông hoảng hốt kêu lên. Diệp Bắc Minh khoát tay, kiếm đoạn long xuất hiện, quét ngang không gian. Hơn 100 người nổ tung, máu thịt bay tán loạn. Người của Ly Hỏa Tông và Bạch Hổ Môn nháy mắt đã chết. Mẹ ơi! Lý Ngao sợ run người, vô cùng khiếp hãi. Ông ta chưa bao giờ gặp người sát phạt quyết đoán như thế. Tên nhãi này không coi mạng người ra gì thật sao? Quá đáng sợ! Lý Ngao sợ hét lên, Diệp Tông Chủ, chỉ cần cậu đồng ý thả tôi ra thì tôi sẽ khai hết cho cậu biết. Xoẹt! Một tia kiếm khí lướt qua, hai chân Lý Ngao đi tong. Giọng nói lạnh như băng kia vang lên, ông còn có tư cách bàn điều kiện sống còn với tôi hả? Lý Ngao sợ khiếp hồn, liên tục dập đầu nói, Diệp Tông Chủ, thành thật xin lỗi, tôi nói. Tôi nói hết mà. 5 ngày trước, có một người đàn ông tên là Chu Quốc Nghiệp đến Bạch Hổ Môn. Chu Quốc Nghiệp gặp môn chủ xong thì môn chủ truyền xuống mệnh lệnh đối phó với Thanh Huyền Tông. Còn về những chuyện khác thì tôi thật sự không biết. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn ông ta, Chu Quốc Nghiệp. Nhà họ Chu, ông có gạt tôi không? Lý Ngao điên cuồng đập đầu nói, Diệp Tông Chủ, từng chữ tôi nói đều là sự thật. Diệp Bắc Minh cười khẩy, yên tâm đi, ta tự mình xem thử. Hai mắt anh đỏ rực, đó là thuật siêu hồn. Á, cậu là ai? Nháy mắt, đầu của Lý Ngao đau như muốn nứt ra. Sau khi siêu hồn xong, sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên cực kỳ tối tăm. Tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Chu Hoàng, Chu Hiếu Thiên. Ha ha ha, thú vị, thật là thú vị. Mình vừa mới cứu Chu Hiếu Thiên, ông ta đã đồng ý giúp mình bảo vệ Thanh Huyền Tông, lẽ nào chính là bảo vệ như vậy sao? Lý Ngao như cho dập đầu xin tha mạng, Diệp Tông Chủ, có thể thả. Diệp Bắc Minh vung tay tát qua một cái, Lý Ngao hóa thành đống máu. Người của Thanh Huyền Tông nghẹn họng chết chân đứng nhìn, quá dũng mãnh rồi. Bỗng nhiên, một đệ tử trong đó quỳ xuống, hoan nghênh tông chủ trở về. Các đệ tử khác thấy thế cùng đều quỳ xuống. Hoan nghênh tông chủ trở về.
từng tiếng nói quanh quẩn khắp không trung Thanh Huyền Tông. Gia tộc thượng cổ, nhà họ Chu. Tin tức của Thanh Huyền Tông truyền tới. Cái gì? Chu Hiếu Thiên kinh ngạc đứng phát dậy, Ly Hỏa Tông, Bạch Hổ Môn và Tiệt Thiên Giáo đều thất bại hả? Diệp Bắc Minh còn sống ư? Điều này sao có thể? Chu Hoàng vô cùng kinh ngạc, sửng sốt một hồi lâu. Sau đó cô ta mới thì thào phun ra một câu, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, sao có thể chứ? Sao anh ta lại không chết chứ? Rõ ràng tôi đã tận mắt thấy anh ta bị đánh chết, chẳng lẽ là tôi nhìn nhầm rồi sao? Không có khả năng. Chu Quốc Nghiệp quỳ trên mặt đất nuốt một ngụm nước bọt, ừng ực. Gia chủ, tiểu thư, tôi cũng không tin tưởng. Nhưng tất cả đều là sự thật. Hơn 100.000 đệ tử còn lại của Thanh Huyền Tông đều thấy được. Hơn nữa, còn có người trộm dùng lưu ảnh thạch để quay lại, tôi đã tốn rất nhiều tiền để mua một cái về. Chu Hiếu Thiên vội nói, mau mang lên. Chu Quốc Nghiệp đưa lưu ảnh thạch lên, sau đó lấy một đồng tiền ra, rót năng lượng vào. Một hình ảnh giống như hình chiếu 3D hiện lên ở không trung. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh điên cuồng giết chóc trong hình ảnh, thân thể mềm mại của Chu Hoàng run rẩy một chút, anh ta thật sự không chết. Sao có thể? A, à, Chu Hiếu Thiên hít một hơi lạnh, con gái, lần này chúng ta gặp phiền toái rồi. Chu Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh trong hình ảnh, cắn đôi môi đỏ mọng. Chẳng lẽ mình thật sự lựa chọn sai rồi sao? Nếu mình lựa chọn bảo vệ Thanh Huyền Tông, có phải sẽ là một loại cục diện khác không? Hối hận sao? Không, mình tuyệt đối không hối hận. Sau một lát, ánh mắt Chu Hoàng lạnh như băng, bố, sợ cái gì? Chúng ta là gia tộc thượng cổ, chỉ là một tên Diệp Bắc Minh mà thôi, có cái gì mà phải sợ chứ? Chẳng lẽ anh ta có thể đối đầu được với gia tộc thượng cổ sao? Con người của Chu Hiếu Thiên ngưng tụ, ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng, không sai, cậu ta quả thật không thể đối đầu được với gia tộc thượng cổ. Nhưng mà tốc độ trưởng thành của kẻ này quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn đều là uy hiếp. Chu Hoàng thản nhiên nở nụ cười xinh đẹp không tì vết, bố, nếu anh ta có uy hiếp, vậy hãy cho người diệt trừ anh ta đi. Khuôn mặt già nua của Chu Hiếu Thiên trầm xuống, kẻ này bị cảnh giới thần vương đỉnh phong ra tay mà vẫn còn sống, chỉ sợ. Cảnh giới thần vương đỉnh phong không được, vậy hãy để cảnh giới thần chủ ra tay, vẻ mặt Chu Hoàng lạnh lùng nói. Chu Hiếu Thiên nhíu mày, cảnh giới thần chủ. Ông ta lập tức thấy khó xử, cảnh giới thần chủ không dễ mời như vậy, vài vị lão tổ cảnh giới thần chủ của nhà họ Chu chúng ta đã bế quan rồi. Loại này việc nhỏ chẳng lẽ còn phải mời bọn họ xuất quan ư? Rất không khả thi. Nếu bởi vì một uy hiếp mà mời mấy vị lão tổ xuất quan, bọn họ sẽ cho rằng năng lực của gia chủ như bố có vấn đề. Chu Hoàng nở nụ cười, bố, vì sao phải mời mấy vị lão tổ xuất quan chứ? Chu Hiếu Thiên trần chờ, lão tổ không xuất quan, chẳng lẽ con còn quen ai là cảnh giới thần chủ sao? Chu Hoàng vô cùng tự tin, con không biết, nhưng con quen Dạ Thánh Quân. Con nhớ hắn ta đã bái một vị sư phụ cảnh giới thần chủ. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa, Dạ Thánh Quân thích con. 7 ngày sau là đại thọ 5.000 tuổi của bố, hãy mời Dạ Thánh Quân đến nhà họ Chu đi, thuận tiện bàn bạc về hôn ước của bọn con luôn. Con đã đồng ý gả cho hắn ta, nhờ hắn ta giúp đỡ giết một người cũng không quá đáng chứ. Trước mắt Chu Hiếu Thiên sáng ngời, lập tức kích động, con gái, con đã nghĩ thông suốt rồi. Muốn gả cho Dạ Thánh Quân. Chu Hoàng hít sâu một hơi, Dạ Thánh Quân cũng có thiên phú không tệ, mặc dù so sánh với Diệp Bắc Minh vẫn còn kém một ít. Nhưng bối cảnh của nhà họ Dạ cũng đủ bù lại tất cả. Chu Hoàng đã quyết tâm muốn đính hôn. Diệp Bắc Minh chắc chắn sẽ phải chết. Cặp tất kia mãi mãi là nỗi nhục nhã của cô ta. Ha 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 ha, tốt. Chu Hiếu Thiên vô cùng vui vẻ, một khi đã như vậy, bố sẽ tuyên bố hôn sự của con và Dạ Thánh Quân ở lễ mừng thọ. Thanh Huyền Tông, Nguyệt Phong, trong đại điện. Tất cả mọi người đều ở đây, ánh mắt rưng rưng, vẻ mặt kích động nhìn Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, tất cả mọi người đều nói cháu đã chết, nhưng mà ngoại cũng không tin. Cậu cũng không tin, sao Minh Nhi có thể chết được chứ? Anh Diệp, anh không có việc gì là tốt rồi. Tông chủ, chỉ cần có anh ở đây, Thanh Huyền Tông nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Mọi người đều vô cùng kích động. Chỉ có Hạ Nhược Tuyết tỏ ra lo lắng, Bắc Minh, anh có tìm được quả thần hỏa tang không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, không.
Bầu không khí trong đại điện lập tức trầm xuống. Hạ Nhược Tuyết thở dài một tiếng, không sao, không tìm thấy thì em sẽ từ từ tìm với anh. Diệp Bắc Minh lại mỉm cười, nhưng anh tìm được một thứ còn tốt hơn cả quả thần hỏa tang. Anh nhìn về phía Lãnh Nguyệt và sát chủ, dì Nguyệt, sát tiền bối, cháu sẽ chữa thương cho hai người. Lãnh Nguyệt tái nhợt cười, không cần. Sát chủ mỉm cười, đứa nhóc ngốc, chúng tôi đã dùng nhiên huyết đan để thiêu đốt sinh mệnh. Bây giờ cho dù là thần tiên đến đây cũng không cứu được chúng tôi. Lãnh Nguyệt sủng nịch nhìn Diệp Bắc Minh, Minh Nhi. Dì đã đồng ý với mẹ cháu là sẽ chăm sóc cháu thật tốt, nhưng bây giờ xem ra là không làm được rồi. Nói cho mẹ cháu biết, dì đã cố hết sức. Còn nữa, nếu về sau gặp được sư phụ ma quỷ kia của cháu, hãy nói cho ông ấy biết dì ở bên dưới chờ ông ấy. Sát chủ cắn răng, không sai, cho dù chết, tôi cũng sẽ không đầu thai đâu. Tôi phải đợi ông ấy xuống dưới gặp chúng tôi, hỏi xem rốt cuộc ông ấy yêu ai. Diệp Bắc Minh ho khan hai tiếng, khụ khụ, dì Nguyệt, sát tiền bối đừng làm ra vẻ sắp phải sinh ly tử biệt chứ. Có tôi ở đây, hai người sẽ không chết được. Cái gì? Lãnh Nguyệt và sát chủ ngây người, sự sống của chúng ta đã sắp khô kiệt, quỷ môn thập tam châm không cứu được chúng ta. Diệp Bắc Minh vô cùng tự tin, ai nói tôi sẽ dùng quỷ môn thập tam châm. Dì Nguyệt, sát tiền bối, Nhược Tuyết, mọi người hãy đi theo tôi. Được. Mặc dù ba người còn vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn đi theo Diệp Bắc Minh vào một căn phòng. Diệp Bắc Minh cũng không có rông dài, trực tiếp lấy ra ba giọt máu rồng, há miệng, nuốt vào. Một lực lượng sinh mệnh cường đại đánh úp lại. Giống như là sóng thần. Đây là... Lãnh Nguyệt và sát chủ biến sắc. Khuôn mặt Hạ Nhược Tuyết đỏ bừng, Bắc Minh, đây là cái gì? Sao em vừa ngửi mùi của nó đã cảm thấy khí huyết cả người sôi trào vậy? Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ, máu rồng. Máu rồng. Lãnh Nguyệt và sát chủ kinh ngạc hô lên một tiếng, bịt chặt miệng lại. Hạ Nhược Tuyết vô cùng khó hiểu, máu rồng. Là máu của loại sinh vật trong tưởng tượng rồng đó ư? Đúng vậy. Diệp Bắc Minh gật đầu. A, à, Lãnh Nguyệt và sát chủ nhìn nhau, hít một hơi lạnh. Lãnh Nguyệt kích động hỏi, Minh Nhi, sao cháu lại có thứ nghịch thiên này? Minh Nhi, đó thật sự là máu rồng sao? Cậu lấy từ đâu ra vậy? Sát chủ nghiêm túc nhìn anh. Diệp Bắc Minh lắc đầu, dì Nguyệt, sát tiền bối, hai người đừng hỏi nữa. Hai người dùng máu rồng có thể khiến tất cả thương thế khôi phục như cũ. Nhược Tuyết, đan điền của em cũng có thể dựng lại. Có thể tiếp tục tu võ. Hạ Nhược Tuyết ngây người, hả? Sao lại thế? Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, rồng là một loại thần thú, trong truyền thuyết cho dù ở thời cổ đại, đại lục chân võ cũng không có mấy con rồng. Truyền thuyết nói máu rồng có thể hồi sinh người chết, đắp lại xương thịt, còn quý giá hơn bất cứ dược liệu gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một giọt máu rồng quả thật có thể cứu một mạng sống. Lãnh Nguyệt lắc đầu, Minh Nhi, cái này rất quý trọng. Cháu. Vèo. Diệp Bắc Minh cong ngón tay bắn ra, máu rồng trực tiếp bắn vào trong miệng Lãnh Nguyệt. Minh Nhi, cậu đang làm, sát chủ vừa mở miệng. Một giọt máu rồng khác cũng bay vào trong miệng bà ta. Ầm. Một loại lực lượng sinh mệnh khủng bố bùng nổ trong cơ thể hai người. Rất nhanh Diệp Bắc Minh đã nói, dì Nguyệt, sát tiền bối. Hai người cũng đừng lãng phí thời gian tôi đi cứu các sư tỷ chứ. Hai người cứ hấp thu máu rồng thật tốt đi. Nói không chừng có thể cải tạo thân thể một chút, tôi phải đi cứu các sư tỷ đây. Nói xong, Diệp Bắc Minh nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, há miệng. Khuôn mặt Hạ Nhược Tuyết đỏ lên, trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Cô ấy nghe lời há cái miệng nhỏ nhắn ra, một giọt máu rồng bắn vào. Diệp Bắc Minh xoay người đi. Đóng cửa lại. Ngay sau đó, ba người Lãnh Nguyệt, sát chủ, Hạ Nhược Tuyết đồng thời cảm giác thân thể mình như giống như đang thiêu đốt. Hoặc có thể nói là thân thể đã bốc cháy lên. Dưới lực đánh sâu cường đại của máu rồng, quần áo trên người ba người trong nháy mắt đã bị ngọn lửa đốt thành tro. Sắc mặt Lãnh Nguyệt biến đổi, nguy rồi, Minh Nhi không biết máu rồng sẽ thiêu hủy quần áo. Sát chủ cười khúc khích, ha ha, vậy cậu ấy có phúc rồi. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh đẩy cửa phòng ra. Năm sư tỷ Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ nằm ở trên giường.
giống như đang ngủ vậy. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, sư tỷ, em đã trở về. Diệp Bắc Minh tiến lên, nhìn thoáng qua năm sư tỷ thật sâu. Ngay sau đó, anh lấy máu rồng ra. Tách mở đôi môi đỏ thắm của năm người ra, đưa máu rồng vào trong đó. Sau một lát, khí tức trên người năm sư tỷ biến đổi. Một lực lượng cường đại thiêu đốt, trên người năm người lóe ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc con, cậu còn đang chờ cái gì nữa? Mau hấp thu số mệnh trên người bọn họ đi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, sao lại thế? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nóng nảy, các cô ấy là nữ thiên tài, bởi vì bị thương cho nên số mệnh tiết ra ngoài, bảo vệ các cô ấy không bị thương hại. Bây giờ máu rồng đang chữa trị thân thể các cô ấy, những số mệnh đó sắp tiêu tán rồi. Không có thời gian giải thích đâu, cậu mau hấp thu nhanh lên. Được, ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng ngời. Anh khoanh chân ngồi ở bên giường. Hấp thu số mệnh. Trong phút chốc, vô số ánh sáng ngọc bay ra từ trong cơ thể mấy người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ. Lập tức chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Cả người Diệp Bắc Minh chấn động mạnh. Thân thể được tẩy rửa, chịu đựng vô số chỗ tốt. Ngay sau đó, anh liền tiến vào đến một loại trạng thái huyền ảo. Cùng lúc đó, quần áo trên người đám người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ cũng bốc cháy lên. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhìn thấy tình huống không ổn, đậu má, cái gì không nên xem bản tháp cũng không thể xem. Tên nhóc này chẳng biết để ý gì cả. Cắt đứt liên hệ. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục biến mất. Gia tộc Thượng Cổ, ở cửa lớn nhà họ Chu. Chu Hoàng và Chu Hiếu Thiên dẫn theo một đám nhân vật nhà họ Chu yên lặng cùng đợi. Sau một lát, một lão già mặc áo bào đen và một người đàn ông trẻ tuổi đi tới. Người đàn ông trẻ tuổi là cảnh giới thánh chủ trung kỳ. Lão già kia căn bản không nhìn ra cảnh giới. Anh già. Chu Hoàng chạy về phía người đàn ông trẻ tuổi. Hiển nhiên Dạ Thánh Quân có chút bất ngờ, làm sao vậy, em gái Hoàng Nhi. 3 năm trước, Chu Hoàng còn vô cùng lạnh lùng với hắn ta. Sao hôm nay đột nhiên lại thay đổi ra mặt như vậy? Chu Hoàng thản nhiên cười, lâu không gặp như vậy, đương nhiên là người ta nhớ anh rồi. Ai biết được 3 năm mà anh cũng không liên hệ với người ta, xem ra thật sự không để người ta ở trong lòng. Dạ Thánh Quân vội vàng giải thích, Hoàng Nhi, 3 năm này anh đều đi theo sư phụ tu võ. Thật sự là không thể phân thân ra được, à đúng rồi, anh giới thiệu một chút. Vị này chính là sư phụ của anh, Nam Cung Chính, đến từ Đại Lục Thượng Cổ. Tất cả đám người nhà họ Chu đều chấn động. Đại Lục Thượng Cổ. Chu Hiếu Thiên lại nhìn Nam Cung Chính một cái, giống như là nhìn một cái vực sâu vậy. Sâu không lường được. Sư phụ, đây là em gái Chu Hoàng, trước đây bọn con từng cùng nhau tập võ. Vị này chính là chú Chu Hiếu Thiên, người đứng đầu nhà họ Chu bây giờ. Dạ Thánh Quân giới thiệu. Chu Hiếu Thiên tiến lên từng bước, tham kiến Nam Cung tiền bối. Chu Hoàng và đám người nhà họ Chu cũng chăm miệng một lời, tham kiến Nam Cung tiền bối. Nam Cung Chính khẽ gật đầu, hơi híp mắt lại, không nói thêm một chữ nào. Chu Hiếu Thiên lại không để ý. Người ta đến từ Đại Lục Thượng Cổ, có tư cách để tự cao tự đại. Đột nhiên, Chu Hoàng điềm đạm đáng yêu mở miệng, đúng là hâm mộ anh Dạ có một người sư phụ lợi hại như vậy. Không giống Hoàng Nhi, bị người ta bắt nạt cũng không có ai quan tâm. Dạ Thánh Quân kiêu ngạo hỏi, ai dám bắt nạt em gái Hoàng Nhi của anh? Nói ra, anh sẽ giúp em dạy dỗ người đó. Chu Hoàng lập tức kể khổ, còn không phải là tên Diệp Bắc Minh kia, anh ta ỷ vào thực lực kinh người, lại dám, đối xử với người ta. Trong lòng Dạ Thánh Quân bộc phát ra một ngọn lửa giận, lại dám cái gì? Nhìn thấy loại phản ứng này của Dạ Thánh Quân. Trong lòng Chu Hoàng vô cùng buồn cười, tên ngốc này, mới thế đã mắc bẫy rồi. Đúng là quá ngu xuẩn. Người ta không có mặt mũi để nói đâu. Chu Hoàng bụng mặt, anh ta thật sự là quá đáng. Nói đi. Trên mặt Dạ Thánh Quân xuất hiện sát ý. Chu Hoàng cúi đầu, lúc ở Côn Lôn Hư, anh ta đã đùa giỡn em nhiều lần. Dạ Phong không nhìn nổi nữa mới dạy dỗ anh ta vài câu, không ngờ lại bị Diệp Bắc Minh trực tiếp giết chết. Sau đó anh ta còn uy hiếp em nhìn anh ta và người phụ nữ khác làm chuyện kia. Cái gì?
đôi mắt của Dạ Thánh Quân lập tức đỏ bừng giống như một con sư tử đang giận dữ. Ầm ầm, một loại khí thế bùng nổ như núi lửa phun trào, anh ta có làm như vậy với em không? Chu Hoàng chuẩn bị cho thêm một mồi lửa. Đôi mắt đẹp của cô ta rưng rưng nước mắt, em lấy cái chết để uy hiếp, anh ta vẫn chưa làm gì được. Nhưng mà anh ta chẳng những ép buộc em đến vùng đất Nhật Lạc, còn muốn em làm loại chuyện đó với anh ta. Em thà chết chứ không đồng ý, bởi vì trong lòng chỉ có anh Dạ. Vất vả lắm mới thoát ra khỏi bàn tay ma quỷ của anh ta. Cô ta còn ôm lấy cánh tay Dạ Thánh Quân, nhẹ nhàng lắc lắc, anh Dạ, nhất định anh phải lấy lại công bằng cho em. Dạ Thánh Quân cảm nhận được lồng ngực mềm mại của Chu Hoàng, Hoàng Nhi em cứ yên tâm, em nói cho anh biết người này là ai, anh sẽ thay em giết cậu ta. Sâu trong đôi mắt Chu Hoàng hiện lên vẻ đã tính kế thành công, anh ta tên là Diệp Bắc Minh, là tông chủ Thanh Huyền Tông. Người này có thực lực rất cường đại, rất có thể trên người có bảo vật gì đó che giấu được cảnh giới. Anh Dạ, nhất định anh phải cẩn thận. Dạ Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, có sư phụ anh ở đây, không ai ở đại lục chân võ là đối thủ của anh. Chu Hoàng mừng rỡ, vậy thì tốt quá, anh Dạ là tốt nhất. Chắc anh Dạ và Nam Cung Tiền Bối cũng đã mệt mỏi rồi, em dẫn hai người đi nghỉ ngơi. Chu Hiếu Thiên và Chu Hoàng đưa hai người đưa đến một cung điện hoa lệ rồi rời đi. Đôi mắt già nua của lão già mặc áo bào đen Nam Cung Chính trầm xuống. Giọng nói khàn khàn, đồ nhi, người đàn bà này rất lắm mưu mô. Không thể hoàn toàn tin lời của cô ta được, rõ ràng cô ta đang lợi dụng con, mượn đao giết người. Lửa giận trên mặt Dạ Thánh Quân biến mất. So sánh với dáng vẻ giận dữ vừa rồi thì cứ như là hai người. Dạ Thánh Quân tự tin cười nói, sư phụ, con cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên đã nhìn ra. Nam Cung Chính nhíu mày, vậy vì sao con còn đồng ý với cô ta? Dạ Thánh Quân nở nụ cười, lúc còn trẻ con không hiểu chuyện, quả thật đã từng thích Chu Hoàng. Nhưng từ khi đi theo sư phụ thấy rõ sự đời, Chu Hoàng đã không thể lọt vào mắt của con nữa rồi. Nhưng dù sao đó cũng là người phụ nữ mà con thích lúc tuổi trẻ, nếu không thể có được cô ta, võ đạo chắc chắn sẽ không ổn. Cho dù cô ta không chủ động yêu thương nhung nhớ, con cũng sẽ tìm biện pháp để chơi cô ta. Bây giờ cô ta chủ động đưa đến cửa. Một chút tiếc nuốt cuối cùng trong lòng con cũng đã biến mất. Võ đạo sẽ càng thêm củng cố. Đối với con mà nói, tiện tay giết một người mà thôi. Đợi con giết Diệp Bắc Minh rồi lại chơi Chu Hoàng, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Dạ Thánh Quân tỏ ra vô cùng cao ngạo, nếu Chu Hoàng nghe lời, về sau con về đại lục thượng cổ, cô ta có thể làm một nha hoàn của con. Ánh mắt hắn ta rất lạnh lùng, nếu không nghe lời, giết chết cô ta là được. Nam Cung Chính vui mừng gật đầu, cường giả nên như thế. Nhưng mà con cần cẩn thận một chút, nhỡ may bị Nam Cung Uyển biết, con sẽ không cơ hội theo đuổi cô ta nữa. Nghe được tên của Nam Cung Uyển, ánh mắt của Dạ Thánh Quân nóng như lửa. Nam Cung Uyển, đó mới là một người phụ nữ như tiên nữ, nhìn thế nào thì Chu Hoàng cũng kém xa cô ta. Trong phòng, số mệnh của năm sư tỷ đều chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt này, lục phủ ngũ tạng, xương cốt, làn da, máu, gân mạch của Diệp Bắc Minh. Tất cả đều tỏa ra hào quang màu ngọc. Trên tiên thiên tương ứng là năm cảnh giới nhỏ đoàn tang, tôi cốt, đồng bì, đoàn huyết, hóa cân. Mình đang ở đâu đây? Đột nhiên, một giọng nói truyền đến. Vương Như Yên là người thứ nhất mở to mắt, quần áo của mình đâu? Cô ấy vội vàng kéo chăn lên che chắn cơ thể. Sau đó nhìn quanh bốn phía, Diệp Bắc Minh đang khoanh chân ngồi ở cách đó không xa, nhắm mắt lại. Tiểu sư đệ, Vương Như Yên sửng sốt, tùy tay vứt bỏ chăn đi, không phải là em cởi quần áo của chị chứ? Xấu lắm, sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ? Giọng nói vẻ như đang làm nũng. Cô ấy kiểm tra thân thể một chút, hoàn hảo không tổn hao gì. Vương Như Yên có chút mất mát, hừ, đúng là ngốc nghếch. Vậy mà cũng không biết xuống tay. Lúc này, đám người Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Khương Tử Cơ đều tỉnh lại. Sao lại thế này? Quần áo của chúng ta đâu? Mấy người có chút mê mang, vội vàng lấy quần áo từ nhẫn chữ vật ra, chuẩn bị mặc vào. Mà khi các cô ấy phát hiện ra trong phòng chỉ có một người đàn ông là Diệp Bắc Minh. Tất cả đều từ bỏ suy nghĩ này. Hoàng hậu Hồng Đào kêu lên, ôi chao!
sao quần áo của mình lại nhỏ thế này? Gần nhất ăn nhiều quá, lại béo mất rồi. Lục Tuyết Kỳ hừ nhẹ một tiếng, quần áo của chị cũng thế, không thể mặc được. Quên đi, không mặc nữa là được. Liễu Như Khanh càng thêm rõ ràng, thu hồi quần áo vào nhẫn chữ vật. Khương Tử Cơ hít sâu một hơi, đừng bàn về quần áo nữa, mọi người không phát hiện ra vấn đề sao? Ngũ sư tỷ, vấn đề gì? Mọi người sửng sốt. Khương Tử Cơ nghiêm túc nói, đan điền của chúng ta đã khôi phục. Hả? Lúc này mọi người mới nhớ đến. Đan điền của các cô ấy đều đã bị phế, sau đó lại đột nhiên mất đi ý thức. Sao vừa mới tỉnh lại, đan điền đã khôi phục rồi? Hơn nữa, trong cơ thể em còn có một lực lượng cường đại. Hoàng hậu Hồng Đào chấn động, từ từ, em đột phá rồi, cảnh giới Thánh Vương. Liễu Như Khanh ngây người, mình lại là giới Thánh Vương hậu kỳ. Vương Như Yên hít sâu một hơi, thật sự, em cũng là cảnh giới Thánh Vương trung kỳ. Lục Tuyết Kỳ vô cùng vui vẻ, em là cảnh giới Thánh Vương hậu kỳ đỉnh phong. Ngũ sư tỷ, chị thì sao? Khương Tử Cơ mở miệng, cảnh giới Thánh Chủ sơ kỳ. A, à, những người khác đều hít một hơi lạnh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đan điền của chúng ta đều bị phá hủy rồi sao? Sao lại đột nhiên khôi phục đan điền, hơn nữa cảnh giới còn tăng lên một cách kỳ diệu nữa? Khương Tử Cơ nhìn về phía Diệp Bắc Minh đang khoanh chân ngồi một bên, vậy thì phải hỏi tiểu sư đệ rồi. Đột nhiên, sai lưng Diệp Bắc Minh bộc phát ra một đám ma khí cực kỳ khủng bố. Ánh sáng đỏ như máu lóe ra. Gào gào. Một tiếng rồng gầm vang lên. Mấy người đều rung động nhìn thấy. Một con huyết long và một con tổ long màu đen xoay quanh ở bên trong ma khí, chuyển động xung quanh Diệp Bắc Minh. Gần như cùng lúc đó, trên người mấy vị sư tỷ lại sáng lên ánh sáng màu ngọc. Sau đó chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh, tất cả đều bị anh hấp thu. Đây là chuyện gì? Các cô ấy căn bản không biết thân phận thiên nữ của mình, ánh sáng trong cơ thể chúng ta là cái gì vậy? Khương Tử Cơ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, mặc kệ là cái gì, hình như tiểu sư đệ rất cần chúng nó. Liễu Như Khanh gật đầu, ngũ sư tỷ nói rất đúng, các em nhìn sau khi tiểu sư đệ hấp thu ánh sáng trong cơ thể chúng ta kìa. Khí thế của cậu ấy đang tăng lên rất nhanh, ánh sáng trong cơ thể chúng ta có lợi với cậu ấy. Liễu Như Khanh vội vã tiến lên, trực tiếp ôm lấy Diệp Bắc Minh. Vương Như Yên hoảng sợ, thất sư tỷ chị đang làm gì vậy? Khuôn mặt Liễu Như Khanh đỏ lên, chỉ cần chị ở gần tiểu sư đệ một chút, cậu ấy có thể hấp thu nhiều một chút. Em cảm thấy một mình chị vẫn chưa đủ, thêm cả em nữa, Vương Như Yên tiến lên, cũng ôm chặt lấy Diệp Bắc Minh. Hoàng hậu Hồng Đào tức giận đưa hai tay chống nạnh, được, bà đây cũng lên luôn. Cô ấy lại xông lên. Lục Tuyết Kỳ hừ nhẹ một tiếng, không biết xấu hổ gì hết. Nói xong, cô ấy đã nhanh chóng tiến lên, không ngờ lại trực tiếp ngồi ở trong lòng Diệp Bắc Minh. Chị, Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Liễu Như Khanh vô cùng khiếp sợ, chị cũng quá chủ động đi. Khuôn mặt Lục Tuyết Kỳ đỏ bừng, nghiêm trang, chị đang vì tiểu sư đệ, các em đừng nghĩ sai lệch. Đúng không, ngũ sư tỷ? Nhìn về phía Khương Tử Cơ. Lúc này, Khương Tử Cơ nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi đi lên trước, Tuyết Kỳ, nhường cho chị một ít chỗ với. Các cô gái. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh cảm thấy thân thể vô cùng khô nóng. Xung quanh là những thứ mềm mại. Lực lượng số mệnh cường đại không ngừng đánh úp lại, cọ rửa lục phủ ngũ tạng của anh. Năm vị sư tỷ và Diệp Bắc Minh bị một luồng ánh sáng ngọc bao phủ. Không biết qua bao lâu, Diệp Bắc Minh mở to mắt ra. Cảnh giới hợp nhất. Không ngờ mình lại tiến vào cảnh giới hợp nhất, cũng quá nhanh đi. Tốt quá rồi. Vừa mới kích động xong. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh phát hiện năm đôi mắt ngập nước đang nhìn chằm chằm mình. Anh nhìn về phía chủ nhân năm ánh mắt, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, sư tỷ, các chị. Anh lập tức nhảy ra, chật vật lao ra khỏi phòng. Ha ha ha. Sau lưng truyền đến những tiếng cười duyên. Tiểu sư đệ, em chạy cái gì? Lúc trước ở thiên trì tập võ, tất cả mọi người đều sảng khoái nhìn nhau, cũng đâu có thấy em e sợ. Diệp Bắc Minh chạy một mạch về đại điện. Lãnh Nguyệt và sát chủ đã khôi phục, không ngờ cũng đều vừa đột phá cảnh giới. Hai người đều tiến vào cảnh giới thánh chủ hậu kỳ. Lãnh Nguyệt cười nói, Minh Nhi, lực lượng của máu rồng quả nhiên cường đại.
chẳng những khiến đan điền bị phá hủy của chúng ta khôi phục, còn khiến thực lực của chúng ta tăng lên tới cảnh giới thánh chủ hậu kỳ. Diệp Bắc Minh cười nói, chúc mừng dì Nguyệt, chúc mừng sát tiền bối. Đúng rồi, Nhược Tuyết đâu? Anh vẫn chưa nhìn thấy hạ Nhược Tuyết. Sát chủ nhìn Diệp Bắc Minh, Nhược Tuyết có thể chất đặc biệt, không ngờ lại là thể kiếm tâm trong truyền thuyết. Máu rồng yêu đãi cô ấy nhiều hơn chúng ta nhiều. Cô ấy còn đang hấp thu lực lượng của máu rồng, Minh Nhi, tôi có một suy nghĩ thế này. Diệp Bắc Minh gật đầu, sát tiền bối, bà nói đi. Sát chủ cũng không khách khí, tôi muốn nhận Nhược Tuyết làm đệ tử, tự mình dạy cô ấy tu võ. Cậu có đồng ý không? Diệp Bắc Minh cười nói, tôi đang cầu còn không được đây, chỉ cần Nhược Tuyết không phản đối, đương nhiên tôi sẽ không phản đối. Được. Sát chủ gật đầu, không nói gì nữa. Lãnh Nguyệt khó hiểu, Minh Nhi, kế tiếp cháu có tính toán gì không? Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, lộ ra sát ý, Chu Hiếu Thiên và Chu Hoàng vong ân bội nghĩa, cho dù bọn họ không giúp Thanh Huyền Tông, cháu cũng không sẽ nói gì. Nhưng bọn họ ngàn lần không nên âm thầm xuống tay đối phó với Thanh Huyền Tông. Cháu phải lấy lại mạng sống của Chu Hiếu Thiên. Chu Hoàng cũng đáng chết. Anh nhìn về phía Lãnh Nguyệt và sát chủ, dì Nguyệt, sát tiền bối, hãy theo cháu đến một nơi. Đi đâu? Hai người có chút khó hiểu. Diệp Bắc Minh lạnh lùng cười, đi giết người. Trong đại điện Ly Hỏa Tông. Ngoài một đám nhân vật cao cấp của Ly Hỏa Tông ra. Môn chủ Bạch Hổ Môn và giáo chủ Tiệt Thiên Giáo, cùng với một đám thái thượng trưởng lão đều ở đây. Sắc mặt mỗi người đều cực kỳ nghiêm trọng, đang kịch liệt thảo luận về một người. Diệp Bắc Minh. Đám người Vương trưởng lão đã bị diệt hết, Lý Ngao trưởng lão của Bạch Hổ Môn cũng ngã xuống. Còn có con trai giáo chủ Tiệt Thiên Giáo, cậu ta cũng chết không kịp chớp mắt. Chắc hẳn kẻ này đã quyết tâm trở mặt với chúng ta. Mọi người nghị luận. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Kẻ này có thực lực vô cùng khủng bố, mấy gia tộc lớn sáng lập ra Thanh Huyền Tông đều bị cậu ta tiêu diệt. Kẻ này cũng có thủ đoạn tàn nhẫn, động một cái là diệt toàn tộc. Càng khủng bố hơn chính là không ai rõ về thực lực của cậu ta, rõ ràng mới là cảnh giới tiên thiên sơ kỳ, nhưng lại có thể giết được cảnh giới thánh chủ chỉ trong chớp mắt, thật sự là đáng sợ, ánh mắt không ít người co rụt lại. Nếu kẻ này ra tay với chúng tôi, chỉ sợ. Xung quanh hoàn toàn im lặng. Bỗng nhiên, một tiếng cười sang sảng truyền đến, ha ha ha, tôi vừa đến Bạch Hổ Môn và Tiệt Thiên Giáo, nhưng lại không tìm được các vị. Hóa ra mấy người đều chạy tới Ly Hỏa Tông sao? Nhiều người tụ tập ở đây như vậy là đang bàn bạc chuyện lớn gì thế? Giọng nói vừa biến mất, một người đàn ông trung niên đi tới. Hai tay chắp sau lưng, cực kỳ có khí phách. Anh Chu, là ông sao? Người tới đúng là Chu Quốc Nghiệp. Ông ta chỉ là một người hầu ở nhà họ Chu. Nhưng ở trước mặt đám tông chủ này lại giống một người bề trên. Tông chủ Ly Hỏa Tông vội vã tiến lên, ông Chu, cuối cùng ông cũng đã đến rồi. Môn chủ Bạch Hổ Môn vội vàng mở miệng, có chuyện lớn rồi. Ánh mắt giáo chủ Tiệt Thiên Giáo đỏ bừng, cắn răng nói, ông Chu đã biết chưa? Diệp Bắc Minh kia đã trở lại. Vậy mà cậu ta lại không chết. Chúng tôi nghe lời ông đi đối phó với Thanh Huyền Tông, nhưng ai ngờ được con trai tôi lại bị Diệp Bắc Minh giết. Anh Chu, nhất định ông phải lấy lại công bằng cho tôi. Đúng vậy anh Chu, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Diệp Bắc Minh hung tàn như thế, thực lực lại khủng bố, chỉ sợ chúng tôi không ngăn cản được cậu ta. Ba người năm miệng một lời. Chu Quốc Nghiệp quát lạnh một tiếng, kêu la cái gì? Đều câm miệng cho tôi. Ba người vội ngậm miệng lại. Ánh mắt Chu Quốc Nghiệp vô cùng lạnh lùng, gia chủ đã biết chuyện ở Thanh Huyền Tông rồi. Một tên Diệp Bắc Minh nho nhỏ thôi, rốt cuộc mấy người đang sợ cái gì? Tông chủ Ly Hỏa Tông cười khổ, anh Chu, ông không sợ, nhưng chúng tôi không thể không sợ được. Diệp Bắc Minh này quả thực chính là yêu quái. Cậu ta gia nhập Thanh Huyền Tông chưa đến một tháng, vậy mà đã tiêu diệt mấy gia tộc lớn sáng lập rồi. Môn chủ Bạch Hổ Môn bổ sung một câu, cái này cũng chưa tính. Cậu ta còn giết sạch bề trên của thần kiếm môn, lão quỷ Hắc Sơn. Nghe nói ngay cả tháp phù đồ của Thanh Huyền Tông cũng bởi vì kẻ này mà sụp đổ. Vẻ mặt giáo chủ Tiệt Thiên Giáo vô cùng khẩn trương, kẻ này còn giết cả cảnh giới thánh chủ trước mặt đám đệ tử Thanh Huyền Tông, trong lòng chúng tôi thật sự không yên ổn. Chu Quốc Nghiệp cười lạnh. Mấy chuyện mà các ông nói,
nhà họ Chu chúng tôi có thể không biết sao? Hừ. Ông ta hừ lạnh một tiếng, tôi cho các ông biết một tin tức, Diệp Bắc Minh không sống được bao lâu đâu. Chu Hoàng tiểu thư đã đồng ý hôn sự của Dạ Thánh Quân công tử, Dạ Thánh Quân công tử sẽ tự ra tay giết Diệp Bắc Minh. Dạ Thánh Quân. Ba người đều sửng sốt. Giáo chủ Tiệt Thiên giáo đột nhiên phản ứng lại, chẳng lẽ là vị thiên tài tuyệt thế kia của nhà họ Dạ? Nghe nói chưa đến 50 tuổi đã là cảnh giới thánh chủ trung kỳ Dạ Thánh Quân yêu nghiệt. Cái gì? Trời! Đám người Ly Hỏa Tông, Bạch Hổ Môn, Tiệt Thiên giáo nghe được lời này đều hít một hơi lạnh. Chưa đến 50 tuổi đã là cảnh giới thánh chủ trung kỳ. Đậu má đây là muốn nghịch thiên sao? Không sai. Chu Quốc Nghiệp ngạo nghễ gật đầu, rất nhanh thôi, Dạ Thánh Quân công tử sẽ trở thành con rể nhà họ Chu. Ánh mắt của mọi người co rút lại một chút. Hai gia tộc thượng cổ bắt tay, Diệp Bắc Minh còn sống như thế nào nữa? Giọng nói kiêu ngạo của Chu Quốc Nghiệp lại vang lên một lần nữa, tôi lại cho các ông biết một tin tức nữa, sư phụ của Dạ Thánh Quân công tử không phải người của Đại Lục Chân Võ. Không phải người của Đại Lục Chân Võ. Mọi người sửng sốt. Chu Quốc Nghiệp phun ra một câu, ông ta đến từ Đại Lục Thượng Cổ. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều chấn động nhìn Chu Quốc Nghiệp. Ai nấy đều đỏ mặt tía tai, hô hấp như ngừng lại. Chu Quốc Nghiệp lạnh lùng nói, có sư phụ của Dạ Thánh Quân công tử trấn áp, các ông còn sợ hãi cái gì? Bỗng nhiên, một giọng nói giống như truyền đến từ sâu trong địa ngục vang lên, bọn họ sợ hãi cũng phải thôi. Lạnh như băng. Vô tình. Quanh quẩn trên không trong đại điện. Mấy trăm người trong đại điện không nhịn được run rẩy. Nghe giọng nói này ở gần còn có một loại cảm giác như đang đối diện với thần chết. Ai? Chu Quốc Nghiệp hét lên một câu theo bản năng, chợt nhận ra giọng nói này, Diệp Bắc Minh. Giọng nói của ông ta có chút run rẩy. Hóa ra ông vẫn còn nhớ rõ tôi. Ken két một tiếng, cánh cửa đại điện bị đẩy ra. Một thanh niên sắc mặt lạnh lùng, mang theo khí tức tử vong đi tới. Vào lúc nhìn thấy thanh niên kia, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh giống như chết. Con người của Chu Quốc Nghiệp co rút lại, quả nhiên là cậu. Mí mắt tông chủ Ly Hỏa Tông co giật, cậu ta chính là Diệp Bắc Minh. Môn chủ Bạch Hổ Môn nhìn chằm chằm vào anh, nhìn qua có vẻ rất trẻ. Đôi mắt giáo chủ Tiệt Thiên giáo đỏ bừng, giọng nói khàn khàn, chính là cậu ta đã giết con tôi. Diệp Bắc Minh nhìn lướt qua mọi người một cái, đều ở trong này sao? Tôi cũng đỡ phải mất công đến từng nhà một. Đợi tôi tiêu diệt ba tông môn rồi sẽ đến nhà họ Chu giết Chu Hiếu Thiên và Chu Hoàng. Chu Quốc Nghiệp chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ông ta lập tức xoay người bỏ chạy. Một tiếng nổ ầm vang lên, ông ta phá vỡ tường trong đại diện lao ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng răng rắc truyền đến, Chu Quốc Nghiệp bay ngược trở về như chó chết. Lãnh Nguyệt đi vào từ lỗ thủng trên tường, chạy đi đâu vậy? Từng hòng ngăn cản tôi. Đôi mắt Chu Quốc Nghiệp đỏ bừng, lấy ra một viên đan dược màu đỏ nuốt vào. Khí huyết toàn thân thiêu đốt, phá vỡ một bức tường khác lao ra. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, Chu Quốc Nghiệp bay trở về lần thứ hai. Ông ta quỳ rạp trên mặt đất không ngừng hộc máu, rốt cuộc không đứng dậy được nữa. Sát chủ lạnh lùng tiêu sái tiến vào, đúng là đáng đánh, gân mạch đứt từng khúc, không chết cũng tàn phế. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi tới. Chu Quốc Nghiệp sợ tới mức khuôn mặt già nua trắng bệch, quỳ rạp trên mặt đất điên cuồng dập đầu, cậu Diệp tha mạng, đây không phải là lỗi của tôi. Tôi chỉ là một hạ nhân bình thường, tất cả đều là ý của Chu Hoàng. Cầu xin cậu. Diệp Bắc Minh tiến lên từng bước. Kiếm Đoạn Long xuất hiện ở trong tay anh, một kiếm, đầu người rơi xuống đất. Những người khác ở đây sợ tới mức phong lìa khỏi xác, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này, giọng nói giống như thần chết của Diệp Bắc Minh vang lên, cho mấy người một sự lựa chọn, ký kết khế ước linh hồn với tôi. Từ giờ trở đi, trở thành người hầu của Diệp Bắc Minh tôi. Con cháu, đời này qua đời khác đều phải phục vụ tôi. Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn về phía đám người tông chủ Ly Hỏa Tông, môn chủ Bạch Hổ Môn, giáo chủ Tiệt Thiên Giáo. Mọi âm thanh đều im bặt. Đột nhiên, một lão già tóc đỏ gầm lên một tiếng, Diệp Bắc Minh. Cậu cho rằng, Diệp Bắc Minh cũng không thèm nhìn người này, nâng tay đánh ra một quyền. Lão già tóc đỏ còn chưa nói xong, trong nháy mắt đã hóa thành một cơn mưa máu. Sát phạt quyết đoán,
rõ ràng lưu loát. Lệ trưởng lão, tay chân mọi người ở đây đều run rẩy vì sợ hãi. Lệ trưởng lão là cảnh giới thánh chủ trung kỳ. Vậy mà còn không thể ngăn cản được một quyền của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cậu giết người lung tung, chúng tôi không phục, một lão già khác giận dữ giống lên. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, tôi không cần mấy người phục, chỉ cần các ngươi thần phục. Anh cũng không thèm nhìn người này, nâng tay tung ra một quyền. Ầm, một đống máu bay ra. Diệp Bắc, ầm, ầm, ầm. Hơn 10 cơn mưa máu lần lượt nổ tung, tất cả đều là những người không phục. Mọi người sợ tới mức da đầu run lên. Trái tim như muốn nứt ra. Diệp Bắc Minh vô cùng bình tĩnh, cong khóe miệng nở nụ cười như ma quỷ, tôi không có kiên nhẫn gì đâu. Hãy chọn đi. Hoặc là thần phục, hoặc là giết toàn bộ. Sát ý lạnh băng bao phủ toàn bộ những người có mặt. Mấy trăm người tu võ bậc thánh trở lên lại không có ai dám phát ra một tiếng nào. 3, 2, 1. Ngay khi tiếng một vừa vang lên, tông chủ của Ly Hỏa Tông đã lao tới dưới chân Diệp Bắc Minh, hai đầu gối đập mạnh xuống đất. Mặt đất nứt ra một khe nứt lớn, tại hạ là Thạch Thiếu Giang, hy vọng có thể trở thành người hầu của đại nhân. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều im lặng nhìn nhau. Ngay sau đó, tại hạ Vương Kiếm Sinh, môn chủ của Bạch Hổ Môn nguyện ý kết khế ước linh hồn, từ nay về sau, Bạch Hổ Môn trở thành tông môn phụ thuộc của Thanh Huyền Tông. Giáo chủ Tiệt Thiên Giáo Lý Phượng Hoa nguyện sống chết đi theo đại nhân. Tất cả người của Tiệt Thiên Giáo quỳ xuống cho tôi, còn không mau tham kiến. Mấy trăm người lần lượt quỳ xuống dưới chân của Diệp Bắc Minh. Tất cả đều chọn thần phục. Ánh mắt Lãnh Nguyệt đỏ bừng, hô hấp trở nên dồn dập nhìn cảnh này, chỉ mới có chừng đó thời gian mà Minh Nhi đã đưa Thanh Huyền Tông đạt đến đẳng cấp mà tổ sư của Thanh Huyền Tông còn chưa từng đạt đến. Sát chủ hít một hơi thật sâu nói, thủ đoạn của thằng nhóc này thật cứng. Chấm chấm. Lúc này tại gia tộc Thượng Cổ, nhà họ Chu. Hôm nay là đại thọ 5.000 tuổi của Chu Hiếu Thiên, khách khứa từ các thế lực lớn nối đuôi nhau tiến vào nhà họ Chu. Ngoài cửa lớn nhà họ Chu, hàng trăm vạn người tu võ tập trung tại đây, mặc dù tỷ lệ được tiến vào cổng chỉ khoảng 1%. Nhưng mọi người vẫn đến không biết mệt. Vô số ánh mắt nhìn về phía nhà họ Chu. Bỗng nhiên, đứa bé giữ cửa nhà họ Chu hô lớn, trưởng môn của thần kiếm môn đến tặng một thanh thần kiếm chúc thọ lão gia 5.000 tuổi. Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó tiếng ồn ào nổ ra, vô số khách khứa hâm mộ đỏ mắt. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào 36 người đang nâng một hộp kiếm. Không hổ danh là thần kiếm môn. Thật sự là dùng một thanh thần khí để chúc thọ ư. Thật sự là quá giàu rồi. Ngoá nó. Mọi người đều ăn mặc xuề xòa, tim đập loạn xạ. Đứa bé giữ cửa tiếp tục hô to. Đại biểu trẻ tuổi của gia tộc Đạm Đài, Đạm Đài Trần, Đạm Đài Lâm đến chúc thọ, gia tộc Đạm Đài tặng một khối thạch tủy 10.000 năm. Vãi! Thạch tủy vạn năm! Thứ này còn quý hơn cả thần khí ấy chứ. Gia tộc Đạm Đài không hổ là gia tộc thượng cổ, bên trong ẩn giấu quá nhiều thứ. Vô số người nhìn về phía Đạm Đài Lâm và Đạm Đài Trần. Đạm Đài Trần đầy kiêu ngạo, nhỏ giọng thì thầm, đúng là lũ nhà quê chưa thấy qua việc đời bao giờ. Đạm Đài Lâm cau mày khiển trách, chỗ này nhiều người hỗn tạp, đừng làm mất mặt gia tộc. Biết rồi. Đạm Đài Trần qua loa đáp lại. Cùng lúc đó giọng nói hưng phấn của đứa bé giữ cửa lại vang lên. Gia tộc thượng cổ, Chu Đỗ Di của nhà họ Chu đến, tặng một viên thượng cổ tẩy tủy đan. Thượng cổ tẩy tủy đan. Hàng triệu võ giả ở trước cổng ngạc nhiên. Ngay sau đó, ôi, tiếng hít sâu đồng loạt vang lên. Thượng cổ tẩy tủy đan có thể tẩy cân phạt tủy của người tu võ, từ đó làm thay đổi thiên phú tu võ. Thứ này thật sự là tiên đan a. Ngoá nó, đồ quý cỡ này mà nhà họ Chu nỡ đem tặng ư. Dầm, Đạm Đài Lâm và Đạm Đài Trần bỗng nhiên nhìn về phía Chu Đỗ Di. Đạm Đài Trần nói trước, phải cô ta không? Ánh mắt Đạm Đài Trần ánh lên vẻ nguy hiểm, nghe nói gần đây nhà họ Chu tìm được một đứa con rơi, hình như là một vị thiên nữ. Đạm Đài Trần lạnh giọng nói, thiên nữ không dễ tìm như vậy đâu. Đạm Đài Trần cười nhạt, vẫn dễ tìm, Đạm Đài yêu yêu chẳng phải là. Câm mồm! Đạm Đài Lâm quát lớn cắt ngang lời của Đạm Đài Trần. Cô ta căng thẳng nhìn xung quanh. Bất chợt họ cảm thấy ánh mắt của mấy lão già đang nhìn về phía mình.
Đạm Đài Lâm giận tái mặt, nếu dám tiếp tục nói hưu nói vượt, làm lộ chuyện này ra. Thì tôi sẽ về báo với gia chủ, lột da cậu đấy. Đạm Đài Trần sắc mặt trắng bệch, gã cũng biết mình nói ra lời không nên nói. Chị Lâm, xin chị đừng nói chuyện này cho gia chủ. Hừ, Đạm Đài Lâm hừ lạnh. Minh chủ của Võ Đạo Minh, Tôn Kiếm Khung và các vị nguyên lão đến. Tông chủ của Bách Quỷ Tông và các vị trưởng lão đến. Tông chủ của Huyết Vân Tông đến. Khách khứa càng lúc càng đông. Mọi người tiến vào sảnh chính của nhà họ Chu. Sảnh chính này còn hoa lệ hơn cả hoàng cung, chỉ riêng sảnh chính đã đủ để chứa hàng chục nghìn người. Chu Hiếu Thiên ngồi ở vị trí chủ nhà nhận lời chúc mừng từ mọi người. Chu Hoàng xinh đẹp đứng một bên tiếp khách. Bỗng nhiên, ánh mắt của Đạm Đài Lâm dừng lại trên người một lão giả mặc đồ đen, khí tức thật mạnh. Đạm Đài Trần nuốt nước bọt, tôi cũng cảm nhận được loại khí tức ấy. Tôi từng cảm nhận khí tức của các lão tổ trong tộc rồi, nó còn không đáng sợ đến vậy, rốt cuộc cảnh giới của người nọ là gì thế? Đạm Đài Lâm kiêng kỵ nhìn về phía lão giả áo đen. Đạm Đài Lâm cố gắng rời sự chú ý, lúc này cô ta mới thấy được bên cạnh lão giả có một thanh niên yên tĩnh đứng đấy. Dạ Thánh Quân. Đạm Đài Lâm tỉnh ngộ, nghe nói Dạ Thánh Quân đã bái được một vị sư phụ đến từ đại lục thượng cổ. Khoan đã. Đạm Đài Lâm kinh hãi, phải chăng lão giả áo đen này đến từ đại lục thượng cổ ư? Ực. Đạm Đài Trần nuốt một ngụm nước bọt, không thể nào đâu. Đại lục thượng cổ. Chu Đỗ Di đứng cách đó không xa hơi ngạc nhiên nhìn về phía Dạ Thánh Quân. Một đám trưởng lão của Võ Đạo Minh cũng giật mình, Minh Chủ, người của đại lục thượng cổ. Tôn Kiếm Khung lắc đầu, đừng lên tiếng, việc này không liên quan đến chúng ta. Sau khi khách khứa đều tiến vào sảnh chính. Chúc mừng Chu gia chủ. Nghe nói hôn sự giữa cậu chủ Giả và cô Chu sắp tới, hai gia tộc thượng cổ liên thủ với nhau thật làm bọn tôi hâm mộ mà. Chúc mừng Chu gia chủ có con rể quý. Vô số người tiến lên chúc mừng, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Ha ha ha. Chu Hiếu Thiên cười vô cùng vui vẻ, cùng vui mà. Chu Hiếu Thiên. Bỗng nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên. Đại sảnh vốn đang náo nhiệt nghe vậy thì lặng thinh. Tất cả mọi người đều há miệng, kinh ngạc nhìn về phía cửa sảnh chính. Vào những lúc như này ai to gan đến mức hô thẳng tục danh của gia chủ nhà họ Chu thế? Điên rồi ư? Con người của Chu Hoàng bỗng co lại, tên kia dám đến đây thật sao? Sao lại thấy giọng nói này hơi quen tai vậy nhỉ? Đạm Đài Lâm nhướng mày. Đạm Đài Trần đứng một bên sầm mặt lại, hai hàm răng cắn chặt, cô không nhớ ư? Là Diệp Bắc Minh, đây là giọng của Diệp Bắc Minh. Lúc trước, Diệp Bắc Minh làm nhục Đạm Đài Trần ở Thanh Huyền Tông nên gã ta nhớ rất rõ giọng của Diệp Bắc Minh. Đạm Đài Lâm bừng tỉnh, là cậu ta ư? Chu Đỗ Di cũng kinh ngạc nhìn sang, mới mấy tháng không gặp gan của tiểu tử này càng lúc càng lớn rồi. Hôm nay là sinh nhật của gia chủ nhà họ Chu. Vậy mà cậu ta dám gọi thẳng tên của Chu Hiếu Thiên. Cậu ta muốn làm cái gì vậy? Điên rồi hả? Không chỉ những người này. Tất cả khách khứa đều khiếp sợ nhìn về phía cổng chính nhà họ Chu. Hơn 10 giây sau, chỉ thấy một thanh niên chậm rãi bước đến. Trong tay anh cầm theo một chiếc đầu lâu. Là đầu của Chu Quốc Nghiệp, cậu. Chu Hiếu Thiên liếc mắt liền nhận ra ngay đấy là đầu của thuộc hạ đắc lực dưới trướng mình, Diệp Bắc Minh, cậu có ý gì? Diệp Bắc Minh cầm đầu người ném qua, đây là quà mà tôi đưa ông. Cậu nói gì? Chu Hiếu Thiên ngơ ngác. Lửa giận hừng hực đốt lên trong ông ta. Ông ta biết Diệp Bắc Minh điên nhưng không nghĩ rằng anh điên đến mức đấy. Đây là đại thọ 5.000 tuổi của ông ta đấy. Cho dù Diệp Bắc Minh muốn đối đầu với ông ta nhưng anh đào đâu ra gan dám một mình một ngựa lao đến nhà họ Chu chứ? Mà lại còn lấy đầu của Chu Quốc Nghiệp làm quà mừng đại thọ 5.000 tuổi của ông ta nữa. Thậm chí Chu Hoàng cũng ngơ ngác, đứng như trời trồng tại chỗ. Diệp Bắc Minh cười, lễ vật đã đưa đến rồi. Bây giờ, đồ mà nhà họ Chu nợ tôi cũng nên trả rồi chứ. Dầm. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Chu Hiếu Thiên. Nhà họ Chu thiếu Diệp Bắc Minh cái gì? Chu Hiếu Thiên ánh mắt co lại nói, Diệp Bắc Minh cậu đang nói cái gì vậy? Tôi đường đường là gia chủ của một gia tộc thượng cổ còn cậu chỉ là tông chủ của một Thanh Huyền Tông nhỏ bé. Tôi có thể thiếu cậu cái gì được đây? Diệp Bắc Minh cười nhẹ nhìn về phía Chu Hiếu Thiên, gia chủ nhà họ Chu thật dễ quên ha.
gân mạch ông bị tổn thương, tu vi hạ thấp, là tôi giúp ông khôi phục gân mạch. Ông sẽ không chối chứ? Cái gì? Chu Hiếu Thiên từng bị tổn thương gân mạch sao? Sắc mặt khách khứa ở đây thay đổi liên tục. Chu Hiếu Thiên không hổ là gia chủ của gia tộc thượng cổ, sắc mặt ông ta vẫn bình tĩnh như thường. Diệp Bắc Minh, cậu bịa chuyện cũng nên bịa cho tròn một chút. Thiên hạ này ai không biết, gân mạch tổn thương không chữa được. Chẳng lẽ cậu là thần tiên à? Gân mạch của lão phu bị tổn thương cậu có thể chữa được chắc? Ông ta định bụng không thừa nhận. Thật đúng là một trò hề mà. Chu Hiếu Thiên nhìn về khách khứa bốn phía, chẳng lẽ mọi người cũng cho rằng gân mạch của lão phu bị tổn thương sao? Các khách khứa đều phụ họa nói, bọn tôi không tin. Gân mạch tổn thương vốn không thể nào chữa trị được, chẳng lẽ Diệp Bắc Minh lại là thần y ư? Nhóc con ở đâu dám đến nhà họ Chu để lừa gạt thế? Đến từ đâu thì cút về đó đi. Khách khứa xung quanh đều cười lên, chế nhạo nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Đạm Đài Trần đứng trong đám người nhỏ giọng hỏi, thằng nhãi này nói thật hay giả vậy? Đạm Đài Lâm trầm ngâm một chút rồi nói, chắc là giả, giống như Chu gia chủ nói đấy, tổn thương gân mạch không thể chữa được. Cho dù Diệp Bắc Minh có là thiên tài đi chăng nữa, dẫu cho có nghịch thiên đến đâu cũng không chữa được mới đúng. Đạm Đài Trần gật đầu, vậy cậu ta muốn làm gì, lẽ nào muốn tống tiền nhà họ Chu à? Chu Đỗ Di đứng cách đó không xa thì nhíu mày. Trần Trừ nhìn qua phía Diệp Bắc Minh. Cô ta khá hiểu Diệp Bắc Minh, anh không phải kẻ nói láo. Cùng lúc đó Chu Hoàng lộ ra vẻ chán ghét mở miệng nói, Diệp Bắc Minh, hôm nay là đại thọ 5.000 tuổi của bố tôi. Chúng tôi không muốn truy cứu chuyện này đâu. Nếu anh biết điều thì bây giờ lập tức cút ngay cho tôi. Nếu không, tôi đảm bảo hôm nay anh sẽ không có kết cục tốt. Vừa nghe thấy lời này, đám khách khứa ở đây đều khen ngợi hết lời. Chu tiểu thư đúng là nhân từ. So sánh với tên nhóc này, quả thực chính là một trời một vực. Tên kia, cậu còn ở nơi này làm gì? Còn không mau cút đi. Diệp Bắc Minh buồn cười nhìn Chu Hoàng. Lúc cô chủ động cầu xin rửa chân cho tôi, sao không thấy cô có loại thái độ này? Lời nói này giống như một quả bom lớn. Trong nháy mắt, cả nhà họ Chu hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người đều không dám tin, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Cậu ta nói cái gì? Chu Hoàng chủ động rửa chân cho cậu ta. Điều này sao có thể? Xa xa, ánh mắt Dạ Thánh Quân dừng trên người Diệp Bắc Minh, sát ý sôi trào. Nam Cung Chính bên cạnh vẫn nhắm mắt lại, giống như tất cả những chuyện này không có liên quan gì đến ông ta vậy. Chu Hoàng tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp tràn ngập tơ máu, anh đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Tôi rửa chân cho anh. Diệp Bắc Minh, anh điên rồi sao? Tôi là đại tiểu thư nhà họ Chu, bố tôi là người đứng đầu nhà họ Chu, tôi sẽ rửa chân cho anh ư. Cho dù anh có muốn nói dối thì cũng phải tìm một chuyện đáng tin hơn một chút chứ. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại mỗi tiếng kêu gào của Chu Hoàng. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, vậy sao? Tất cu ả tôi có dùng tốt không? Đôi mắt đẹp của Chu Hoàng co rút lại một chút, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Anh, Diệp Bắc Minh đã biết rồi ư? Sao có thể? Giờ phút này, Chu Hoàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, cô ta hoàn toàn không để ý đến hình tượng nữa, Diệp Bắc Minh anh đang nói cái gì vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu lời anh nói. Người đâu, giết anh ta cho tôi. Cô ta vừa dứt lời, hơn 10 lão già đi ra từ bốn phía, đều là cảnh giới thánh chủ. Bọn họ cầm binh khí trong tay, đánh tới chỗ Diệp Bắc Minh. Mấy bàn tiệc rượu xung quanh hóa thành bột phấn trong nháy mắt, có thể thấy được mười mấy người cảnh giới thánh chủ hợp sức khủng bố đến mức nào. Nhóc con không biết sống chết. Nơi này là nhà họ Chu. Một tên nhóc cảnh giới hợp nhất nho nhỏ như cậu có thể dương oai được sao? Bây giờ cậu có hối hận cũng muộn rồi, kiếp sau chú ý hơn đi. Mười mấy lão già nhe răng cười. Lao đến như dã thú. Diệp Bắc Minh phun ra hai chữ, vậy sao? Anh nâng tay lên túm lấy một lão già đi đầu tiên, dùng sức xé rách. Răng rắc. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, máu me bay tứ tung. Cánh tay của lão già cảnh giới thánh chủ lại bị xé đứt. Lão già hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, lại thấy một bàn tay chộp tới đỉnh đầu mình. Đầu của lão già nổ tung như dưa hấu. A, đám khách khứa ngồi ở đây vô cùng hoảng sợ, một cảnh giới thánh chủ lại bị giết như vậy sao?
Cậu ta đã có thể giết được cả cảnh giới thánh chủ ư, Chu Đỗ Di vô cùng khiếp sợ. Đạm Đài Trần sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chị Lâm, tên nhóc này. Đạm Đài Lâm hít sâu một hơi, sao có thể? Diệp Bắc Minh không hề dừng lại. Anh chủ động phóng ra, nhảy đến trước mặt mười mấy lão già cảnh giới thánh chủ. Anh giống như một con dã thú, bắt lấy tay chân bọn họ, mạnh mẽ xé rách cơ thể mười mấy người. Máu me và thi thể chất đống một chỗ. Nhìn mà ghê người. Da đầu của mọi người run lên, vừa sợ hãi vừa hối hận. Diệp Bắc Minh đi ra khỏi đống máu, Chu Hiếu Thiên, bây giờ tôi sẽ lấy lại tất cả những gì mà tôi đã đưa cho ông. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại. Diệp Bắc Minh đi ra từng bước, sử dụng ảnh thuấn. Xuất hiện ở trước người Chu Hiếu Thiên. Chu Hiếu Thiên run lên, cậu Diệp. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, vô cùng quyết đoán. Anh vung tay ra đập vào vai Chu Hiếu Thiên. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc giòn vang truyền đến. A! À, Chu Hiếu Thiên hét thảm một tiếng, gân mạch và xương cốt cả người đứt từng khúc không? Không, không được. Đan điền của ông ta lại nổ tung, trước bụng xuất hiện một lỗ thủng kinh khủng. Hoàn toàn hóa thành một phế nhân. Đạm Đài Lâm và Đạm Đài Trần ngây người, thật sự bị phế đi ư. Minh chủ võ đạo Tôn Kiếm Khung nhíu mày, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Chu Đỗ Di lại mở to đôi mắt đẹp. Đám khách khứa khác cũng hoàn toàn choáng váng. Diệp Bắc Minh cũng quá điên cuồng đi. Lại thật sự phế bỏ Chu Hiếu Thiên. Đậu má, đậu má, đậu má. Chu Hoàng kêu thảm thiết một tiếng, bố. Không. Diệp Bắc Minh, anh đúng là độc ác. Anh lại phế bỏ bố tôi thật sao? Anh phế bỏ bố tôi, về sau gia đình chúng tôi phải sống yên ổn trong nhà họ Chu kiểu gì? Đôi mắt cô ta tràn ngập tơ máu, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, anh chẳng những phế bỏ bố tôi, còn phá hủy tiền đồ của tôi, phá hủy tất cả mọi thứ của tôi. Cô ta quay đầu lại điên cuồng nhìn Dạ Thánh Quân, anh Dạ, giết anh ta đi. Giúp em giết anh ta, chỉ cần anh giúp em giết anh ta. Cho dù có bắt em làm cái gì cho anh em cũng đồng ý. Vèo. Trên trăm ngàn ánh mắt dừng ở trên người Dạ Thánh Quân. Chỉ thấy. Dạ Thánh Quân chậm rãi đứng dậy, vươn một ngón tay ra chỉ về phía Diệp Bắc Minh, cậu hãy tự sát đi, tôi sẽ cho cậu được chết nguyên vẹn. Hắn ta vừa dứt lời. Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ở trước mặt Dạ Thánh Quân một cách quỷ dị. Anh tung ra một quyền. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Hả? Nam Cung Chính bên cạnh đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh tốc độ thật nhanh. Đây là thân pháp gì? Nhưng mà ông ta cũng không có ý định ra tay. Dạ Thánh Quân chấn động, nhanh chóng phản ứng lại. Hắn ta nhe răng cười một tiếng, tên kia, cậu lại dám ra tay với tôi. Dạ Thánh Quân vừa tung quyền đáp lại, vừa cười lạnh, cậu có biết tôi là... Nắm đấm của hai người vừa tiếp xúc. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một màn khiến người ta không thể tưởng tượng được xuất hiện. Nắm tay của Dạ Thánh Quân nổ tung, bay ra ngoài giống như chó chết. Khiến mọi người không thể tin vào mắt mình. Sao có thể? Tất cả mọi người gần như đồng thời hô lên. Bao gồm cả đám người Chu Hoàng, Chu Đỗ Di, Đạm Đài Trần, Đạm Đài Lâm, Tôn Kiếm Khung, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng kinh hãi. Dạ Thánh Quân lại bị đánh bại. Diệp Bắc Minh không hề có ý định buông tha cho Dạ Thánh Quân. Anh đuổi theo từng bước. Sau đó túm lấy cổ họng Dạ Thánh Quân, quật mạnh hắn ta xuống đất. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Cả người Dạ Thánh Quân tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất, đang định đứng lên. Một cái chân đã dẫm lên đầu hắn ta, chuyện này có liên quan gì đến anh? Anh đang sủa cái gì vậy? Trời ơi! Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của mọi người điên cuồng co rút lại. Khuôn mặt Chu Hoàng trắng bệch. Tức giận mắng trong lòng, Dạ Thánh Quân đúng là vô dụng, không phải anh nói mình sắp đến đại lục thượng cổ sao? Vô dụng, đúng là vô dụng, không ngờ lại không phải đối thủ của Diệp Bắc Minh. Chu Hoàng cực kỳ hối hận. Nếu sớm biết như thế, cô ta sẽ không đánh cược lên người Dạ Thánh Quân. Sao cậu dám đối xử với tôi như vậy? Dạ Thánh Quân giận dữ gào lên. Trên mặt hắn ta nổi đầy gân xanh, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gào thét, buông tôi ra. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Dạ Thánh Quân, trong đôi mắt không hề có chút cảm xúc nào. Anh chỉ phun ra một chữ, chết. Sau đó nâng chân lên, đột nhiên hạ xuống. Dạ Thánh Quân cực kỳ hoảng sợ, sư phụ, cứu.
Một giọng nói già nua vang lên, dừng tay. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc con, người này là cảnh giới thần chủ trung kỳ. Ầm, một tiếng nổ, máu tươi bay tứ tung. Đầu của Dạ Thánh Quân khô quắt, hòa hợp làm một với mặt đất. A, à, nhìn thấy Diệp Bắc Minh giẫm nổ đầu của Dạ Thánh Quân, trong mắt đám người ở đây đều tràn ngập kinh ngạc và khiếp sợ vô tận. Bắt đầu từ lúc Diệp Bắc Minh xuất hiện, mọi chuyện đều đã vượt qua khỏi nhận thức của bọn họ rồi. Thứ nhất, Diệp Bắc Minh phế bỏ Chu Hiếu Thiên ngay trước mặt mọi người. Thứ hai, Diệp Bắc Minh chỉ dùng một quyền đã đánh bại Dạ Thánh Quân. Thứ ba, mọi người có nằm mơ cũng không ngờ được Diệp Bắc Minh lại dám giẫm nổ đầu Dạ Thánh Quân. Mỗi một chuyện đều đánh sâu vào ánh mắt của bọn họ, kích thích trái tim của mọi người. Vô số người đều cảm thấy tim mình như sắp nổ mạnh. Diệp Bắc Minh không có chút dao động nào, lạnh lùng quay đầu lại, việc này không liên quan gì đến ông, tôi biết ông là cảnh giới thần chủ trung kỳ. Cảnh giới của ông mạnh hơn tôi, nhưng ông có tin là ông không thể giết chết được tôi không? Anh trực tiếp xoay người. Không ngờ lại chủ động đi đến chỗ Nam Cung Chính. Một bước, hai bước, ba bước. Giọng nói của anh tiếp tục vang lên, nếu ông dám ra tay, hôm nay ông mà không giết được tôi. Sau này, cho dù ông có xuất hiện ở chỗ nào, cho dù là ở chân trời góc biển, Diệp Bắc Minh tôi cũng sẽ giết ông. Anh tiếp tục đi về phía Nam Cung Chính. Cảm giác cực kỳ áp bách. Bảy bước, tám bước. Nam Cung Chính ngây người. Trong lòng lại bộc phát ra một ngọn lửa giận vô tận. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, không ngờ lại không nhìn thấy đối phương có chút sợ hãi nào. Chỉ có sức mạnh vô tận, còn có ánh mắt lạnh băng như thần chết. Diệp Bắc Minh cười, ông có dám không, ra tay thử xem. Nam Cung Chính không kìm lòng được mà run rẩy, một cảm giác nguy hiểm đánh úp lại. Ông ta nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng, được lắm tên nhóc, cậu cứ chờ đấy. Sau đó giẫm chân một cái, trực tiếp phóng lên cao, trong nháy mắt đã biến mất. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Đám khách khứa ở đây suýt nữa bị dọa chết. Nói mấy câu mà đã dọa được cảnh giới thần chủ trung kỳ. Mẹ nó tên này là yêu quái sao? Đạm Đài Lâm và Đạm Đài Trần đều ngây người. Chu Đỗ Di nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Khóe miệng Tôn Kiếm Khung không ngừng co rúm, tên nhóc này đúng là quá nghịch thiên. Lão Phu đã nghĩ thông suốt rồi. Võ Đạo Minh về sau tuyệt đối sẽ không. Diệp Bắc Minh không thèm quan tâm đến phản ứng của mọi người. Ánh mắt anh lại dừng ở trên người Chu Hiếu Thiên một lần nữa, tôi chữa trị gân mạch bị hao tổn cho ông, vậy mà ông lại báo đáp tôi như thế sao? Cả người Chu Hiếu Thiên run rẩy, cậu Diệp, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Là tôi bị ma quỷ ám ảnh, không nên nghe lời của Chu Hoàng. Là tôi không bảo vệ tốt Thanh Huyền Tông. Cầu xin cậu hãy cho tôi một cơ hội nữa. Đứng trước sống chết, con gái là cái gì chứ? Tất cả đều là giả dối thôi. Chỉ có sống sót mới là quan trọng nhất. Xung quanh ồ lên, những gì mà Diệp Bắc Minh nói đều là thật sao? Gân mạch bị đứt đoạn thật sự có thể khôi phục được sao? Trong phút chốc, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Diệp Bắc Minh đều thay đổi. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, ông vi phạm lời thề, còn muốn có thêm cơ hội nữa. Chết đi. Anh nâng tay tung ra một trường. Ầm. Vị trí mà Chu Hiếu Thiên đứng, mặt đất lõm xuống thành một cái hố, ở đó chỉ còn lại một trường ấn thật lớn. Trong trường ấn là máu me be bét. Chu Hoàng sợ tới mức đi lại đây, anh Diệp, xin lỗi, hu hu. Hoàng Nhi cũng là nhất thời hồ đồ, thật ra trong lòng Hoàng Nhi rất thích anh Diệp. Anh Diệp, chỉ bởi vì tôi hận vì sao mình không thể đi bên cạnh anh giống như Hạ Nhược Tuyết. Vì sao không thể làm loại chuyện đó với anh? Vì sao chỉ có thể dùng tất của anh để tự mình giải quyết? Cô ta ngẩng đầu, trong đôi mắt toàn là vẻ điềm đạm đáng yêu, anh Diệp, anh tha thứ cho tôi được không? Anh muốn cái gì tôi đều có thể cho anh, thể xác và tinh thần của tôi đều là của anh. Xung quanh hoàn toàn ồ lên. Ai cũng không dự đoán được, Chu Hoàng nhìn như băng thanh ngọc khiết lại là một người phụ nữ như vậy. Sao cô ta có thể như vậy chứ? Hình tượng nữ thần của tôi tan biến rồi, một vài người đàn ông kêu lên. Chỉ có một số người là vô cùng kích động, mẹ nó, hình như càng thêm kích thích. Rất nhiều người đều nhìn qua bằng ánh mắt quái dị. Diệp Bắc Minh liếc Chu Hoàng một cái, so sánh với Nhược Tuyết, cô xứng sao? Anh đá ra một cái, Chu Hoàng hóa thành mưa máu ở không trung.
đúng là không thương hương tiếc ngọc. Đáng tiếc quá. Một số người đàn ông lắc đầu. Ngay sau đó, ánh mắt Diệp Bắc Minh khẽ động, dừng ở trên người một đám người tu võ, mấy người đến từ Huyết Vân Tông. Tông chủ và một đám trưởng lão của Huyết Vân Tông sợ tới mức lui về phía sau. Bọn họ cực kỳ sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Tông chủ Huyết Vân Tông nuốt một ngụm nước bọt, đại nhân, tôi là tông chủ của Huyết Vân Tông, không biết cậu có gì muốn sai bảo. Nhưng đúng lúc này, một huyết ảnh đã lóe qua. Diệp Bắc Minh xuất hiện ở trước người tông chủ Huyết Vân Tông, tung ra một quyền. Tông chủ Huyết Vân Tông còn chưa kịp phản ứng đã bị một quyền đánh nổ tung. Tông chủ, sắc mặt đám người Huyết Vân Tông đều biến đổi, không ngừng lùi về phía sau. Diệp Bắc Minh, cậu có ý gì? Huyết Vân Tông chúng tôi và cậu không oán không thù, sao cậu có thể giết người lung tung như vậy? Ánh mắt đám người Huyết Vân Tông đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, vô cùng hoảng sợ. Diệp Bắc Minh lạnh lùng cười, kỳ cuồng là trưởng lão của Huyết Vân Tông mấy người đi. Đám người Huyết Vân Tông vô cùng sợ hãi, huyết la sát, kỳ cuồng. Ông ta chết trong tay cậu. Diệp Bắc Minh cười khẽ, mấy người xuống dưới mà hỏi ông ta. Sắc mặt đám người Huyết Vân Tông lập tức trắng bệch, mười mấy trưởng lão không chút do dự. Xoay người chạy trối chết. Diệp Bắc Minh lấy kiếm đoạn long ra, một kiếm quét ngang ra ngoài. Gào. Một tiếng rồng gầm vang lên, sau lưng anh cũng hiện lên hư ảnh một huyết long và một tổ long. Hơn 10 luồng kiếm khí bùng nổ. Ầm, ầm, ầm. Hơn 10 cơn mưa máu bắn ra, toàn bộ đám người của Huyết Vân Tông đều bị giết chết. Da đầu đám người tu võ ở đây run lên, tàn nhẫn quá đi. Còn không chờ mọi người phản ứng lại. Diệp Bắc Minh đã bước từng bước đến trước mặt Chu Đỗ Di, tứ sư tỷ của tôi ở nhà họ Chu có khỏe không? Chu Đỗ Di sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Chẳng khác gì chim sợ cành cong. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh không có sát ý, cô ta mới nuốt một ngụm nước miếng, cô ấy khỏe lắm. Diệp Bắc Minh gật đầu, đi đến trước mặt hai người Đạm Đài Lâm và Đạm Đài Trần, dạo này chị Tiểu Yêu như thế nào? Đạm Đài Lâm vừa định trả lời. À, cô ta! Đạm Đài Trần căn bản không ngăn được khí thế của Diệp Bắc Minh, sợ tới mức run rẩy. Diệp Bắc Minh cảm thấy không thích hợp, làm sao? Chị Tiểu Yêu sống không tốt. Đạm Đài Trần hoảng sợ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Bắc Minh. Không, không có. Đạm Đài Trần lắc đầu, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng, ngẩng đầu, nhìn thẳng tôi. Đạm Đài Trần sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi đổ như mưa. Đạm Đài Lâm lo lắng gã ta nói ra lộ hết. Liền vội vàng giải thích, Diệp Bắc Minh, Đạm Đài Yêu Yêu ở gia tộc Đạm Đài rất tốt. Cô ấy không gặp chuyện gì không may cả, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, tôi chỉ hỏi tình huống của chị Tiểu Yêu mà thôi, vì sao cô phải nhấn mạnh chị ấy không gặp chuyện không may. Nói, rốt cuộc chị Tiểu Yêu bị làm sao rồi. Đạm Đài Lâm thầm kêu không tốt, nguy rồi, tên nhóc này lại nhạy bén đến mức đáng sợ như thế. Cô ta gian nan nở nụ cười, Diệp Bắc Minh cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn để cậu không phải lo lắng thôi. Nhưng Diệp Bắc Minh đã bước ra từng bước. Đi đến trước mặt Đạm Đài Trần và Đạm Đài Lâm, sát khí khủng bố lan ra. Bao phủ lấy hai người. Đạm Đài Lâm sợ tới mức liên tục lui về phía sau, Diệp Bắc Minh, cậu muốn đối đầu với gia tộc Đạm Đài sao? Diệp Bắc Minh buồn cười, gia tộc Đạm Đài thì tính cái gì? Nếu cô không nói. Tôi siêu hồn là được. Anh trực tiếp ra tay. Đột nhiên, trên không trung truyền đến một giọng nói già nua lạnh như băng 8.000 năm. Đã 8.000 năm qua đi kể từ khi có người giết người ở nhà họ Chu rồi. Không thể tưởng được lại còn có người dám đến nhà họ Chu giết người. Tốt, tốt lắm. Một khí thế cực kỳ cường đại đánh úp lại. Áp chế như rời sông lấp biển ập đến. Đây là khí thức của cảnh giới gì? Võ giả hoảng sợ nhìn về phía sâu trong nhà họ Chu. Da đầu tê dại, thiếu chút nữa sợ hãi quỳ xuống đất. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vô cùng nghiêm túc, nhóc con, cảnh giới thần chủ. Giây tiếp theo, trên bầu trời sâu trong nhà họ Chu xuất hiện một hư ảnh đáng sợ, ngưng tụ thành dáng vẻ con mãnh hổ. Đây là bạch hổ pháp tướng của nhà họ Chu. Lão phu ban cho mày cái chết. Giọng nói lạnh như băng truyền khắp toàn bộ nhà họ Chu. Mau lui khỏi đại điện.
Có người hoảng sợ kêu lên. Mọi người điên cuồng lao ra khỏi đại điện, khoảnh khắc mọi người bước một chân trước ra khỏi đây. Trong nháy mắt, pháp tướng bạch bổ trong hư không mạnh mẽ bổ về phía đại điện. Một móng giáng xuống. Một tiếng vang, đùng đoàng, truyền tới. Bụi mù đầy trời. Diệp Bắc Minh đâu rồi? Hình như chưa ra. Võ giả tại đây nuốt nước miếng, sống lưng phát rét. Lúc này, toàn bộ nhà họ Chu đều yên tĩnh lại. Phía trước đại điện nhà họ Chu lúc này hóa thành một mảng phế tích. Đạm Đài Trần trợn trừng mắt, không có động tĩnh, Diệp Bắc Minh chết rồi. Mặt đẹp của Đạm Đài Lâm trắng bệch, lão tổ nhà họ Chu đích thân ra tay, Diệp Bắc Minh kia có cơ hội sống sót. Đám người võ đạo Minh, Chu Đỗ Di, còn cả đám võ giả có mặt ở đây đều vô cùng kiêng kỵ nhìn sang. Minh chủ võ đạo Minh Tôn Kiếm Khung than thở một tiếng, đáng tiếc, Diệp Bắc Minh yêu nghiệt như vậy. Nếu cho hắn thời gian, tuyệt đối. Một câu còn chưa có nói xong. Gào. Một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa truyền ra. Cảnh tượng khiến người ta khó quên trong cuộc đời này xuất hiện. Chỉ thấy một con tổ long màu đen phóng lên từ trong bụi mù đầy trời. Chiến đấu với bạch hổ pháp tướng kia. Bạch hổ pháp tướng nhìn thấy tổ long lại bị dọa cho run lẩy bẩy, không ngừng kêu lên. Hư ảnh bạch hổ pháp tướng dần dần ảm đạm. Sao có thể? Đám người Chu Đỗ Di, Tôn Kiếm Khung, Đạm Đài Lâm, Đạm Đài Trần trợn tròn mắt. Tim suýt chút nữa nổ bùm. Thứ gì vậy, lão tổ nhà họ Chu thì giỏi lắm sao? Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh băng vang lên. Một lão giả áo gai vội vã xông tới. Mặt đầy kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, mày, tổ long pháp tướng. Làm sao mày biết tổ long pháp tướng? Sao có thể? Rốt cuộc mày là ai? Mặc dù che giấu rất tốt vẻ tham lam sâu trong ánh mắt. Từ đầu đến cuối không xóa được. Diệp Bắc Minh phun ra ba chữ, Diệp Bắc Minh. Lão giả áo gai mặt đầy nghi ngờ, Diệp Bắc Minh. Hôm nay ông ta lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Giây tiếp theo. Lão giả áo gai mặt trầm xuống chất vấn, Diệp Bắc Minh, mày có biết đây là đâu không? Mày gan lớn thật, dám giết chết người đứng đầu nhà họ Chu trước mặt nhiều võ giả như vậy. Mày có biết hậu quả khi làm vậy không? Sao tổ long pháp tướng mày tu luyện ra, lão phu có thể giữ cho mày toàn thây? Vẻ mặt Diệp Bắc Minh ổn định, ông nhiều lời quá, ra tay đi. Một câu nhẹ bỗng, khiến lão giả áo gai nổi giận đùng đùng trong lòng. Ha 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 ha. Lão giả áo gai giận tái xanh mặt, được, được lắm. Lão phu Chu Nhân Kiệt chưa từng gặp qua tên nào mạnh miệng như mày. Hôm nay, lão phu muốn xem, chờ khi mày quỳ xuống dưới chân lão phu có còn mạnh miệng được nữa không? Lời vừa dứt, Chu Nhân Kiệt bước ra, hung hãn đánh về phía Diệp Bắc Minh. Bạch hổ bách tướng của ông ta trời sinh vị tổ long pháp chế khắc chế, cho nên cũng không sử dụng. Trong tay có thêm một thanh đao loan nguyệt kim. Không có bất kỳ chiêu thức lòe loẹt. Chỉ là một đao chém về phía hai chân Diệp Bắc Minh. Chu Nhân Kiệt không muốn lấy mạng trực tiếp Diệp Bắc Minh, ông ta còn phải bắt anh, hành hạ anh nói ra phương pháp tu luyện tổ long pháp tướng. Con người Diệp Bắc Minh đông cứng. Giơ tay lên lấy kiếm đoạn long, chém về phía đao loan nguyệt kim. Một tiếng, keng, giòn giã, đao loan nguyệt kim bị chém thành hai khúc. Sao có thể? Biểu cảm Chu Nhân Kiệt đông cứng lại, chờ chút, kiếm long đồ. Lại là thứ đồ này, nhóc con, trên người mày bí mật thật nhiều. Lão phu ngày càng cảm thấy hứng thú, tên ngốc Chu Hiếu Thiên này, ông ta nhất định biết mày có nhiều bí mật, vậy mà không thông báo cho lão phu. Hắn thật đáng chết. Con ngươi già nua của Chu Nhân Kiệt đột nhiên mở to. Một chữ Diệp Bắc Minh cũng không nói, tay cầm kiếm đoạn long chém về phía Chu Nhân Kiệt. Vèo. Phản ứng của Chu Nhân Kiệt hết sức nhạy bén, vội vàng lùi về phía sau. Ông ta cười lạnh, nhóc con, mày coi lão phu là kẻ ngốc sao? Lai lịch của kiếm long đồ khiếp người, lực sát thương khủng khiếp, mày cho rằng lão phu sẽ dùng tay đón. Giây tiếp theo, trên người ông ta bộc phát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, đánh một chưởng về phía Diệp Bắc Minh như rời núi lấp biển. Một phát đánh như gió giật cấp 10 tấn công tới. Diệp Bắc Minh cảm giác bản thân mình như ở trong phong ba bão táp, cơ thể không chịu khống chế bay ra ngoài. Sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi lớn, đây chính là sức mạnh của cảnh giới thần chủ sao. Quả nhiên khủng khiếp, mình vậy mà lại bị ném bay ra ngoài. Nếu ở đây có vài người nghe thấy, nghe xong chắc sợ chết khiếp.
mẹ kiếp. Một kích của cảnh giới thần chủ, một người cảnh giới hợp nhất không bị giết trong nháy mắt. Chỉ bị ném bay ra ngoài, kinh khủng cỡ nào. Nhóc con, quỳ xuống cho lão phu. Chu Nhân Kiệt tìm đúng cơ hội. Nhanh chóng lên trời cao. Một trưởng ép xuống. Cút. Diệp Bắc Minh giơ tay lên ném ra mấy viên lôi bạo châu. Những lôi bạo châu này được anh dành thời gian chế tạo trên đường đến nhà họ Chu. Đến bây giờ thật có ích. Một tiếng, đùng đoàng, cực lớn. Sấm sét đáng sợ nổ tung, một luồng khí tức hủy diệt bộc phát ra. A! À, Chu Nhân Kiệt kêu thảm một tiếng, vẻ mặt kinh hãi lui về phía sau, đây là ám khí gì? Tay của lão phu. Tên súc sinh, mày vậy mà lại âm hiểm như vậy. Một cánh tay của Chu Nhân Kiệt hoàn toàn biến mất. Bùm! Hiện trường lập tức sôi trào. Tất cả mọi người đều giật mình. Diệp Bắc Minh không bị Chu Nhân Kiệt giết trong nháy mắt đã đủ khoa trương rồi. Lại còn chém đứt đao Loan Nguyệt Kim của Chu Nhân Kiệt. Vậy cũng thôi đi. Kiếm đầu long quả thật kinh khủng. Điều khiến cho mọi người khiếp sợ chính là Diệp Bắc Minh còn phế một cánh tay của Chu Nhân Kiệt. Ôi mẹ ơi, tôi không nằm mơ chứ. Tôi thật sự không nhìn nhầm sao. Nhóc con này, Diệp Bắc Minh, hắn làm nổ một cánh tay của lão tổ nhà họ Chu. Ực. Võ giả bên cạnh điên cuồng nuốt nước miếng, không sai, không nhìn nhầm đâu, tất cả đều là thật. Chẳng trách hắn dám xông vào nhà họ Chu, đây là có sức mạnh đấy. Tôi nhớ trước kia hắn ở vùng đất Nhật Lạc, chính là dùng vật này một hơi tiêu diệt mười mấy võ giả cảnh giới thần vương, còn trên trăm võ giả dưới cảnh giới thần vương. Mẹ nó, sao không nói sớm? Tên nhóc này là yêu quái gì vậy? Vô số người trố mắt nghẹn họng. Chu Đỗ Di biểu tình kỳ quái, nhìn kỹ Diệp Bắc Minh, thiên phú của hắn vậy mà lại mạnh như vậy, nếu để Lạc Ly gả cho hắn. Có phải còn mạnh hơn so với gả cho người kia? Nét mặt già nua của Tôn Kiếm Khung đầy vẻ khiếp sợ. Ông ta coi thường ánh mắt kinh ngạc của võ giả xung quanh, lúc này hạ lệnh, nếu hôm nay Diệp Bắc Minh không chết, không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo hắn gia nhập võ đạo Minh. Nhớ, là không tiếc bất cứ giá nào. Mấy nguyên lão võ đạo Minh ngây ngốc tại chỗ. Sau lưng khí lạnh ngất trời. Một nguyên lão trong số đó sợ hãi hỏi ngược lại, Minh chủ, ông cảm thấy hắn có thể sống sót sao? Nét mặt già nua của Tôn Kiếm Khung nghiêm túc, vậy nên tất cả điều kiện trước mắt là hắn phải sống sót. Một bên khác, Đạm Đài Lâm ngừng thở, toát ra mồ hôi lạnh. Đạm Đài Trần ở bên cạnh bị dọa sợ ngã quỵ trên mặt đất, chị Lâm, nếu hắn biết chuyện của Đạm Đài yêu yêu, há chẳng phải chúng ta? Cậu im miệng. Đạm Đài Lâm hung hăng trợn mắt nhìn hắn ta, cậu không nói, không ai bảo cậu câm. Trong sân, sắc mặt Diệp Bắc Minh vô cùng nghiêm túc. Lôi bạo châu có thể giết chết cảnh giới thần vương trong nháy mắt, sức mạnh mấy viên lôi bạo châu phát nổ vậy mà không mang Chu Nhân Kiệt đi được. Cảnh giới thần chủ quả nhiên lợi hại. Khuôn mặt già nua của Chu Nhân Kiệt đau đến vặn vẹo, vô cùng hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, nhóc con, chẳng những lão phu muốn hành hạ mày đến chết. Mà tao còn phải hành hạ chết tất cả những người có liên quan đến mày. Tao muốn khiến người mày quan tâm, cả người quan tâm đến mày, tất cả đều chết vì mày. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của Chu Nhân Kiệt. Diệp Bắc Minh đâu? Ở kia. Con người của tất cả mọi người đồng thời co quắp, nhìn về phía sau lưng Chu Nhân Kiệt. Chu Nhân Kiệt cũng cảm giác có luồng chết chóc bao phủ mình. Thấy mọi người nhìn về phía sau lưng mình. Theo bản năng quay đầu. Đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt vô tình lạnh băng của Diệp Bắc Minh, ông biết có bao nhiêu người chết vì nói nhiều ở trước mặt tôi không? Kiếm đoạn long không chút lưu tình chém về phía đầu Chu Nhân Kiệt. Con người Chu Nhân Kiệt co lại, cảm giác hít thở không thông, mình là lão tổ nhà họ Chu. Mình sắp sống đến 10.000 năm rồi, chẳng lẽ cứ phải chết như vậy? Dừng tay. Ngay thời khắc kiếm đoạn long chém xuống. Một thanh bảo kiếm sắc bén bay ra từ sâu trong nhà họ Chu, ngăn cản một kích của kiếm đoạn long. Một tiếng, keng, kinh thiên động địa. Diệp Bắc Minh bị bay ra ngoài, còn thanh bảo kiếm kia treo trên không trung. Chặn trước người Chu Nhân Kiệt. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Kiếm này toàn thân đỏ chét, giống như đang cháy. Nó chặn lại được công kích của kiếm đoạn long. Soạt. Vô số ánh mắt rơi trên thân kiếm. Một lão giả cực kỳ già nua đi ra từ trong đám người, kiếm Hy Hòa, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng thần kiếm đại lục chân võ. Kiếm này quả nhiên ở nhà họ Chu.
Kiếm Hy Hòa đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng thần kiếm. Mẹ kiếp, nhà họ Chu giấu kỹ quá, rất nhiều người chậc lưỡi hít hà. Con người một vài võ giả quyền cao chức trọng ngưng động lại, dù sao cũng là gia tộc thượng cổ, chút bí mật này vẫn phải có. Mắt đẹp Đạm Đài Lâm nhìn chằm chằm Kiếm Hy Hòa. Lấy ra lưu ảnh thạch, lặng lẽ ghi chép. Mí mắt Chu Đỗ Di giật giật, chuẩn bị báo cáo chuyện này cho gia tộc. Ánh mắt của Tôn Kiếm Khung nóng như lửa, chỉ muốn đi lên nuốt lấy Kiếm Hy Hòa. Thần khí đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng thần kiếm đại lục chân võ. Ai không đỏ con mắt? Diệp Bắc Minh suy nghĩ, tháp Càn Khôn chấn ngục, thanh kiếm Hy Hòa và kiếm Đoạn Long cùng một cấp bậc không? Giọng nói tháp Càn Khôn chấn ngục lạnh lẽo, nhóc con, thứ sắt vụn gì vậy? 10 thanh kiếm Hy Hòa cũng không bằng kiếm trong tay cậu, hiểu không? Diệp Bắc Minh không tin, nếu như kiếm Hy Hòa không bằng kiếm Đoạn Long, sao có thể chống đỡ được công kích của nó? Trước kia bất kỳ binh khí nào đụng chạm vào kiếm Đoạn Long cũng sẽ bị hỏng trong nháy mắt. Tháp Càn Khôn chấn ngục cười, nhóc con, kiếm Hy Hòa sinh ra kiếm linh. Kiếm Đoạn Long còn chưa khôi phục hoàn toàn, chờ khi cậu khiến kiếm Đoạn Long sinh kiếm linh thử xem. Cậu so sánh như vậy tương đương với việc lấy thời điểm kiếm Đoạn Long thấp nhất so sánh với đỉnh phong của người ra, hiểu không? Diệp Bắc Minh như có điều suy nghĩ. Nhưng những người khác không biết điều này. Bù! Đột nhiên, kiếm Hy Hòa kêu vang một tiếng. Vạn đường kiếm khí sôi trào, ngưng tụ thành bóng người trăm trượng, tiện tay cầm lấy kiếm Hy Hòa. Kiếm linh! Con mắt mọi người co lại. Lúc này, một giọng nói già nua sâu trong nhà họ Chu truyền đến. Diệp Bắc Minh, chuyện này đến đây kết thúc. Lão Phu đã biết ân oán giữa cậu và Chu Hiếu Thiên, chuyện cậu giết Chu Hiếu Thiên có thể nhà họ Chu không truy cứu. Bắt đầu từ bây giờ, cậu rời khỏi nhà họ Chu, từ nay về sau ân oán giữa nhà họ Chu và cậu được xóa bỏ, nước vào không phạm nước sông. Cái gì? Nhà họ Chu, không truy cứu Diệp Bắc Minh. Võ giả có mặt trố mắt nghẹn họng, hoàn toàn ngây người. Xảy ra chuyện gì vậy? Đạm Đài Lâm mặt không dám tin. Đạm Đài Trần ngây ra, chị Lâm, vị lão tổ nhà họ Chu này ngốc sao? Không truy cứu. Đôi mi thanh tú của Chu Đỗ Di hơi nheo lại, rơi vào trầm tư. Minh chủ, vị này nhà họ Chu có ý gì? Mười mấy nguyên lão của võ đạo Minh nhìn về phía Tôn Kiếm Khung. Chân mày Tôn Kiếm Khung nhíu chặt lại. Suy nghĩ một lúc liền lắc đầu, tôi cũng không biết. Không chỉ là những người khác. Ngay cả Chu Nhân Kiệt cũng không đồng ý, anh Tư, anh có ý gì? Trên người thằng nhóc này có phương pháp tu luyện của Tổ Long Pháp Tướng đó. Hơn nữa trong tay hắn còn có kiếm long đồ. Chứ đừng nói hắn còn giết người đứng đầu nhà họ Chu ngay trước mặt mọi người, nếu chúng ta không giết hắn, sau này nhà họ Chu sao còn chỗ đứng nữa? Ai còn coi nhà họ Chu gia tộc thượng cổ trong mắt? Câu cuối cùng Chu Nhân Kiệt gần như gào giống lên. Mày im miệng. Giọng nói già nua mắng, chuyện này đến đây là chấm dứt. Mày còn nói nhảm một câu, đừng trách tao không nói chuyện tình cảm, trực tiếp phế công lực toàn thân mày. Mẹ kiếp! Nghe đến đây, xung quanh hoàn toàn sôi trào. Đạm Đài Lâm và Đạm Đài Trần trố mắt nhìn nhau. Chu Đỗ Di kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng Diệp Bắc Minh. Đám người võ đạo Minh ngây ra như phỗng. Chẳng những nhà họ Chu muốn giảng hòa với Diệp Bắc Minh. Lại còn muốn phế công lực của một vị lão tổ vì anh. Nhà họ Chu, điên rồi sao? Chỉ có mình nét mặt già nua của Chu Nhân Kiệt trắng bệch. Đột nhiên trong đầu ông ta vang lên giọng nói của anh Tư. Toàn thân Chu Nhân Kiệt run rẩy, sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh, không chút do dự mở miệng, cậu Diệp, tôi sai rồi. Cắn chặt răng, chuyện này đến đây là kết thúc. Tất cả mọi người ngây người, gần như hóa đá. Giây tiếp theo. Sâu trong nhà họ Chu, giọng nói già nua tiếp tục truyền tới, Diệp Bắc Minh, cậu có thể đi rồi. Diệp Bắc Minh cười, tôi nói tôi muốn giảng hòa. Chu Nhân Kiệt vừa rồi còn thề phải giết chết người quan tâm tôi mà. Diệp Bắc Minh tôi cả đời này ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Không cầu hòa, không rút lui, không chịu thua, không sợ hãi. Giết người của tôi, uy hiếp người của tôi, chỉ có một chữ chết. Lời vừa dứt. Diệp Bắc Minh bước ra, truyền âm với tháp Càn Khôn chấn ngục, tháp Càn Khôn chấn ngục, cho tôi sức mạnh. Giết! Kiếm Đoạn Long lên, điên cuồng hạ xuống. Chém về phía đầu Chu Nhân Kiệt. Mày dám! Giọng nói già nua sâu trong nhà họ Chu quát lên.
Kiếm linh của Kiếm Hy Hòa chủ động xuất kích, tay cầm Kiếm Hy Hòa ngăn đòn tấn công của Kiếm Đoạn Long. Choang một tiếng vang lên. Một cảnh khiến người ta chấn kinh xuất hiện. Kiếm linh của Kiếm Hy Hòa giống như mặt gương, ầm ầm vỡ vụn. Sau đó, tiêu tan. Kiếm Hy Hòa kêu lên một tiếng bi thương, hóa thành một luồng ánh sáng bay đi. Sao lại thế được? Chu Nhân Kiệt kinh hồn bạt vía. Liền sau đó, Kiếm Đoạn Long chém xuống. Không, đừng. Chu Nhân Kiệt vốn không có cơ hội phản kháng, lập tức hóa thành xương máu. Giết thật rồi ư. Khách mời của nhà họ Chu nhìn thấy cảnh này, không khỏi chừng mở to con mắt, sợ đến suýt cắn đứt lưỡi. Chấn kinh, khủng hoảng, sợ hãi. Những người có mặt không ai ngờ được, Diệp Bắc Minh dám giết Chu Nhân Kiệt thật. Đó là một trong lão tổ nhà họ Chu đấy, nhân vật đáng sợ tuyệt đối hàng đầu. Việc này, rất nhiều vị khách kinh hãi đến suýt nổ con ngươi, không ngừng hít khí lạnh. Diệp Bắc Minh, mày! Ông lão ở sâu trong nhà họ Chu tức đến suýt thổ huyết, ông ta gần như gầm lên với cái giọng khàn khàn. Diệp Bắc Minh không quan tâm đến vẻ phẫn nộ của người này. Chỉ thản nhiên lên tiếng, Diệp Bắc Minh tôi ân oán rõ ràng, thật thà luôn giữ bổn phận. Không phải tất cả người có cương vị cao nhà họ Chu đều ra tay nhằm vào tôi, kẻ đầu sỏ đã chết. Bây giờ, ân oán giữa tôi và nhà họ Chu đã giải quyết xong. Sau một hồi tĩnh lặng, bù, cả hiện trường lập tức bùng nổ, mọi người đều nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt chấn kinh. Cậu đã giết gia chủ của nhà người ta, mười mấy cao thủ cảnh giới thánh chủ. Hôm nay lại giết một lão tổ. Bây giờ nói, ân oán đã giải quyết xong. Cậu còn thật thà giữ bổn thận. Vậy mà cậu cũng nói ra miệng được. Điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là, người đó ở sâu trong nhà họ Chu trầm mặc. Một lát sau, mới nhả ra một câu, được, giải quyết xong. Coi như ông biết điều. Diệp Bắc Minh cười đầy ý sâu xa. Những vị khách khác còn lại thộn người tại chỗ. Đạm Đài Trần điên cuồng nuốt nước miếng, Lâm Tỷ, việc này là thế nào đây? Lão tổ nhà họ Chu đó, lại bỏ qua như vậy. Đạm Đài Lâm đang định lên tiếng, Diệp Bắc Minh quay người đi về phía cô ta, vừa nãy cô chưa trả lời tôi, tiểu yêu tỷ tỷ sống ở gia tộc Đạm Đài thế nào? Cơ thể Đạm Đài Lâm run lên. Khuôn mặt tái nhợt. Sát ý băng lạnh lập tức bao trùm cô ta. Hai chân Đạm Đài Lâm mềm nhũn, lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Đang định lên tiếng. Diệp Bắc Minh giơ tay, Kiếm Đoạn Long ập đến. Chỉ thiếu nửa tấc nữa là đâm vào trong miệng Đạm Đài Lâm. Đạm Đài Lâm phun ra một ngụm máu tươi, hét lớn, anh Diệp, anh nghe tôi giải thích. Đạm Đài yêu yêu sống ở gia tộc Đạm Đài rất tốt, cô ta thực sự rất ổn. Bây giờ cô ta đang trong quá trình rèn luyện, hơn nữa còn được lão tổ trong tộc đánh giá cao. Tôi xin thề bằng trái tim võ đạo, tôi không hề lừa anh. Sau khi nói xong, Đạm Đài Lâm nhắm mắt. Cô ta thề bằng trái tim võ đạo, hoàn toàn là đang đánh cược. Quả nhiên, nếu cô dám lừa tôi sẽ khiến các người biết sống không bằng chết là thế nào. Khoảng thời gian tới, tôi sẽ đến gia tộc Đạm Đài thăm tiểu yêu tỷ tỷ. Giọng nói lạnh băng vang lên. Đạm Đài Lâm không ngừng run rẩy. Xung quanh tĩnh lặng. Lúc này, giọng của Đạm Đài Trần vang lên bên tai, Lâm tỷ, hắn đã đi rồi. Khi Đạm Đài Lâm mở mắt, Diệp Bắc Minh đã biến mất. Đạm Đài Trần hơi lo lắng, Lâm tỷ, nếu bị Diệp Bắc Minh phát hiện cô lừa hắn, liệu có? Đôi mắt đẹp của Đạm Đài Lâm đầy tia máu, ai nói tôi lừa hắn? Những gì tôi nói đều là thật, Đạm Đài yêu yêu đúng là được lão tổ trong gia tộc đánh giá cao, có vấn đề gì sao? Một điều duy nhất khác là, Đạm Đài yêu yêu không chấp nhận sự đánh giá cao của lão tổ. Ánh mắt Đạm Đài Trần sợ hãi, Lâm tỷ, nếu Diệp Bắc Minh biết được, chúng ta... Đạm Đài Lâm cười, hắn không có cơ hội biết đâu. Hả? Đạm Đài Trần ngẩn người. Đạm Đài Lâm cười lạnh lùng, cậu nhìn xung quanh đi. Xung quanh, Đạm Đài Trần hơi nghi hoặc. Nhưng vẫn nhìn ra xung quanh, gã ta kinh ngạc phát hiện, rất nhiều võ giả đang mau chóng rời khỏi nhà họ Chu. Còn có một bộ phận lớn võ giả đuổi theo về hướng Diệp Bắc Minh rời đi. Trong đó, không thiếu một vài lão quái vật thực lực cao thâm. Đạm Đài Trần ngẩn người, những người này, muốn ra tay với Diệp Bắc Minh. Khóe miệng Đạm Đài Lâm nhếch lên ý cười dữ tợn, trong tay hắn có Kiếm Long Đồ, vừa nãy còn thi triển tổ long pháp tướng. Không đúng,
là song long pháp tướng hiếm thấy trên đời. Cô ta quay đầu âm lạnh nhìn Đạm Đài Trần, cậu cảm thấy người có thủ đoạn như vậy, đám lão quái vật đó có nỡ tha cho hắn không? Suýt! Đạm Đài Trần sợ đến toàn thân run bắn. Gã ta thấy đáng thương thay cho Diệp Bắc Minh. Bị nhiều lão quái vật như vậy nhằm vào, không chết thì cũng lột mất lớp da. Cùng lúc đó, nơi sâu nhất trong nhà họ Chu, bảy ông lão quỷ dưới đất, run lên bần bật. Nếu người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ chấn kinh mà chết. Bởi vì bảy ông lão không phải ai khác, tất cả là lão tổ của nhà họ Chu. Người nào cũng là cảnh giới thần chủ đáng sợ. Kiếm Hy Hòa dựng ngược bên cạnh một ông lão trong đó, tối đen không ánh sáng. Trên bề mặt có thêm một vết nứt. Ông lão này, chính là chủ nhân của Kiếm Hy Hòa. Chu Cửu U, một người đàn ông trung niên đứng quay lưng với hướng đám lão tổ nhà họ Chu quỳ. Chỉ với khí thế đó đã đàn áp một đám lão tổ nhà họ Chu như Chu Cửu U không thở nổi. Cuối cùng, Chu Cửu U không chịu nổi áp lực này, cất giọng run run hỏi, đại nhân, tôi, vừa nãy tôi diễn cũng được đấy chứ. Từ lúc ra tay ngăn cản Diệp Bắc Minh giết Chu Nhân Kiệt, tôi vô cùng tức giận, nhẫn nhịn. Rồi đến Chu Nhân Kiệt chết, tôi cực kỳ tức giận. Nhưng lại kiêng sợ thực lực của Diệp Bắc Minh, từ đó thỏa hiệp. Liền sau đó, người đàn ông trung niên quay đầu, rất tốt, có thể đoạt giải Oscar rồi. Nếu Diệp Bắc Minh có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là sư phụ của anh. Vua tàn sát, Oscar, đó là cái gì? Chu Cửu U tỏ vẻ mặt nghi hoặc. Vua tàn sát cười, có cần tôi giải thích cho ông không? Đồng tử của Chu Cửu U co lại, vội lắc đầu, không không không, tiền bối, không cần đâu. Chỉ cần ông vui là được. Vua tàn sát châm một điếu thuốc, đồ nhi này của tôi có chút ngang ngược bá đạo phải không? Không không không, không ngang ngược chút nào. Chu Cửu U lắc đầu, cậu Diệp thân thiện vui vẻ, lịch thiệp nho nhã. Còn ân oán phân minh, thật thà giữ bổn phận. Vậy sao? Đúng thế, tuyệt đối không sai. Bảy lão tổ nhà họ Chu đồng thanh trả lời. Tôi cũng cảm thấy vậy, đồ nhi của tôi luôn là người tốt hiểu đạo lý, vua tàn sát cười. Là sư phụ, tính cách của tôi và đồ nhi của tôi giống nhau. Nói xong câu này, bước ra một bước, biến mất. Đám bảy lão tổ Chu Cửu U sợ đến suy sụp tại chỗ, sắc mặt người nào cũng trắng bệch. Ông đúng là giống như đồ nhi của ông, giết người không chớp mắt. Ực ực, bảy người cùng nuốt nước miếng. Quay đầu nhìn về một chỗ, một thi thể nằm đó. Chính là một trong lão tổ nhà họ Chu. Khoảnh khắc vua tàn sát xuất hiện. Vị lão tổ nhà họ Chu này liền ra tay. Chỉ tiếc là, ông lão cảnh giới thần chủ này lại bị một ánh mắt của vua tàn sát giết chết. Cho nên mới có cảnh vừa nãy. Rốt cuộc người này là ai? Bất kể là ai, ông ta cũng là người đứng sau Diệp Bắc Minh. Rốt cuộc Diệp Bắc Minh có lai lịch thế nào? Bất kể hắn có lai lịch thế nào, từ nay về sau, bất kỳ người nào nhà họ Chu gặp Diệp Bắc Minh cũng phải cung kính cho tôi. Cung phụng hắn như ông nội cũng được. Khuôn mặt già của Chu Cửu U tái nhợt. Một ông lão mặc cẩm bào hỏi, tứ ca, có đến mức đó không? Cùng lắm, nước sông không phạm nước giếng với Diệp Bắc Minh là được rồi. Đôi mắt Chu Cửu U đỏ bừng, hôm nay chết một Chu Hiếu Thiên, một Chu Hoàng, còn chết hai lão tổ. Những việc này không quan trọng, đáng sợ nhất là người đàn ông trung niên này, ông ta có sức mạnh tiêu diệt nhà họ Chu tùy ý. Chẳng may lại đắc tội với Diệp Bắc Minh lần nữa, nhà họ Chu sẽ xong đời hoàn toàn. Vừa rời khỏi nhà họ Chu, đến một sơn cốc. Diệp Bắc Minh dừng bước chân, đuổi theo lâu như vậy mà còn không ra tay hả? Một chàng tiếng bước chân ập đến, mười mấy ông lão cực kỳ già nua xuất hiện. Bọn họ không dám lại gần, mà đứng cách đó mấy trăm mét. Một ông lão mũi khoằm lên tiếng, nhóc con, mày cũng thật bình tĩnh đấy. Mấy ông lão bọn tao đã đi theo mày từ lúc mày rời khỏi nhà họ Chu, mà bây giờ mày mới dừng lại. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn mấy người, năm cảnh giới thần chủ. Sáu cảnh giới thần vương hậu kỳ đỉnh phong. Còn có năm cảnh giới thần vương hậu kỳ. Thế trận cũng thật cường mạnh đấy, các ông tìm tôi có việc gì? Đột nhiên, một ông lão có khí tức rắn độc bước ra một bước, lạnh giọng uy hiếp nói, nhóc con, mày giả vờ cái gì hả? Giao kiếm long đồ trong tay mày ra đây, giao cả cách tu luyện tổ long pháp tướng ra nữa. Bọn tao có thể đồng ý tha cho mày một mạng.
Diệp Bắc Minh mỉm cười, nếu tôi không giao ra thì sao? Ông lão có khí thức rắn độc nghiêm mắt lại, bọn tao có cả vạn cách có thể bắt mày giao ra. Nếu không muốn chết một cách đau đớn, tốt nhất mày nên biết điều. Ồ! Diệp Bắc Minh gật đầu một cách thản nhiên. Xòe hai tay, các ông còn đợi gì nữa? Ra tay đi! Mười mấy người do dự, lại không có một ai dám ra tay. Diệp Bắc Minh cười, không phải chứ, mười mấy người các ông cùng liên thủ, vậy mà không dám ra tay. Ông lão mũi khòm nheo mắt, Diệp Bắc Minh, tao biết mày có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng bọn tao cách mấy trăm mét, mày tưởng những thủ đoạn của mày có ích hả? Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng, không thử thì làm sao biết vô ích. Kiếm đoạn long, giết. Một ý nghĩ, kiếm đoạn long xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Bắc Minh. Bước ra một bước, giết về phía ông lão mũi khoằm. Ông lão mũi khoằm không hề do dự, trong tay hiện lên một cái búa đen, tấn công về phía kiếm đoạn long. Lúc hai bên đập vào nhau, búa đen lập tức nổ nứt. Ông lão mũi khoằm đỏ mặt, không hổ là kiếm long đồ, quả nhiên lợi hại. Mọi người cùng ra tay, hạ gục tên nhóc này. Mười mấy người cùng ra tay, một luồng sức mạnh như biển thét ập đến. Chú ý, đừng trực tiếp giết chết. Đúng, phải bắt sống. Mọi người cẩn thận, trên người tên nhóc này có ám khí, sẽ đột ngột phát ra tiếng sấm, uy lực cực kỳ mạnh. Người này còn chưa nói hết một câu, đã kêu thảm một tiếng, a. Diệp Bắc Minh giống như quỷ mị, xuất hiện bên cạnh ông ta, chỉ có ông nói nhiều. Kiếm đoạn long đâm vào cơ thể của ông ta, lập tức chấn hãi. Phụt, bùng ra xương máu. Giết, các ông lão khác đỏ bừng mắt. Cùng xông giết về phía Diệp Bắc Minh. Gru, một tiếng rồng gầm. Trong tích tắc, từ sau lưng Diệp Bắc Minh bùng phát ra ma khí ngút trời. Một con chân long màu máu và một con tổ long màu đen hiện lên. Đồng tử của bọn họ co lại, dị tượng cường mạnh quá. Huyết long và hắc long mỗi con khóa chặt một người cảnh giới thần vương hậu kỳ, gầm thét một tiếng rồi xông lên. Phập, phập, hai làn xương máu nổ tung. Các ông lão khác phản ứng lại, trong lòng lạnh băng, sượt 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 lùi lại. Ông lão mũi khoằm quát lên, tên nhóc này ngưng tụ huyết long và hắc long cần thời gian, nhân lúc này, lấy mạng của hắn. Xoạt! Các ông lão khác không hề do dự, lập tức xông lên. Một người cảnh giới thần vương đỉnh phong xuất hiện bên cạnh Diệp Bắc Minh, đâm một kiếm về phía bụng của anh. Cút! Diệp Bắc Minh thét lên một tiếng. Kiếm đoạn long quét ngang qua. Phụt! Xương máu bùng nổ, người này trực tiếp bị chém vào hông. Liền sau đó, một thanh loan đao màu đen ập đến, trực tiếp xuyên qua bụng của Diệp Bắc Minh. Ông lão như rắn độc cầm loan đao màu đen cười dữ tợn, Diệp Bắc Minh, một mình mày làm sao đấu được với mười mấy người bọn tao. Thiên tài, yêu nghiệt, trò cười thôi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, cuồng bạo giơ kiếm đoạn long chém xuống. Ông lão như rắn độc kinh hãi. Rút đao tránh đòn tấn công này. Kiếm khí vẫn được bùng phát bay ra, lục phủ ngũ tạng đau dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt chấn kinh, tên nhóc này, rốt cuộc có sức mạnh thế nào? Hắn thực sự chỉ là cảnh giới hợp nhất sao? Đúng là biến thái. Ông lão như rắn độc còn chưa nói hết. Doạt! Bỗng nhiên, một luồng đao khí khủng bố từ không trung bên cạnh chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Doạt! Một cánh tay của anh bay đi, hoàn toàn biến mất. Người ra tay chính là ông lão mũi khoằm, Diệp Bắc Minh, ở trước mặt cảnh giới thần chủ, mày giả bộ cái gì? Lúc này ở nhà họ Chu, chắc đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên phải không? Loại sức mạnh đột nhiên bùng phát đó, có lẽ là loại công pháp nào đó phải không? Chẳng lẽ mày còn có thể bùng phát lần nữa như ở nhà họ Chu sao? Ông lão mũi khoằm cười lạnh lùng đi đến. Dường như nhìn thấu tất cả. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm ông ta với ánh mắt lạnh như băng. Đột nhiên, có người phát động tấn công. Diệp Bắc Minh, mày đi chết đi. Một ông lão gào một tiếng, tay cầm song kiếm chém xuống. Diệp Bắc Minh giơ tay chém ra một đường kiếm, đánh ông lão này thành xương máu. Hai đường kiếm khí ông lão đó chém ra trước khi chết giáng xuống, đập lên người Diệp Bắc Minh. Phụt, phụt. Diệp Bắc Minh phun ra ngụm máu tươi. Trên người có thêm hai vết thương đầm đìa máu tươi. Ông lão như rắn độc truy kích đến, đúng là như một con rắn độc, cắn con mồi không buông. Loan đao màu đen trong tay không ngừng chém ra.
Diệp Bắc Minh lùi lại liên tiếp, đôi mắt đỏ bừng, cả người hoàn toàn điên cuồng. Hai ông lão cảnh giới thần vương đỉnh phong xông đến từ bên cạnh. Diệp Bắc Minh chém ra một kiếm, hai luồng xương máu nổ ra. Ông lão mũi khoằm tấn công một đòn chí mạng, một đao chém đứt một chân của Diệp Bắc Minh. Phụt! Ông lão như rắn độc tìm được cơ hội, loan đao màu đen chém về phía một cái chân còn lại của Diệp Bắc Minh. Phụt! Hai chân của Diệp Bắc Minh lần lượt bay đi. Ông lão mũi khoằm cười thích thú, lão xà, thiên tài ấy mà, chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Ông lão như rắn độc tán thành gật đầu, lão ưng, chúng ta ức hiếp vãn bối như vậy, có phải không hay lắm không? Lão ưng hỏi lại, không hay lắm sao? Lão xà gật đầu, đúng là không tốt lắm, nhưng mà tôi thích. Ha 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 ha, tiếng cười hài hước vang lên. Diệp Bắc Minh nằm trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Một giây sau, lão xà ngừng cười, nhíu mày, Diệp Bắc Minh, cậu nên đầu hàng đi. Giao phương pháp tu luyện tổ long pháp tướng ra đây, lão phu có thể quyết định cho cậu cái chết dứt khoát. Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ, nằm mơ. Năng lượng mạnh mẽ ngưng tụ lại. Sắc mặt mấy người kia biến đổi, không tốt, cậu ta muốn tự sát. Vèo, 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 vèo. Bảy tám bóng người nhanh chóng lùi lại. Ầm ầm. Một đám mây hình nấm mọc lên, dòng khí kinh khủng hất bay mọi người ra ngoài. Á! Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngoài năm người có cảnh giới thần chủ gồm lão ưng, lão xà gia, tất cả người dưới thần chủ đều bị nổ tan xác. Lão ưng đứng ở phía xa, điên cuồng gào thét trong tức giận, đù. Đù, đù. Diệp Bắc Minh, con mẹ nó mày thật. Phụt. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết. Dù tự sát cũng muốn thương nặng lão phu. Lão xà bên cạnh đứng lên từ trong hố đất. Lồng ngực ông ta có một lỗ thủng ghê người. Có thể thấy rõ nội tạng. Sắc mặt lão xà tái nhợt, thằng này đủ tàn nhẫn. Cứ thế quả quyết tự bảo. Đáng tiếc, phương pháp tu luyện tổ long pháp tướng. Ba người cảnh giới thần chủ khác cũng bị thương nặng. Hôm nay lão phu thất bại. Diệp Bắc Minh, cậu ta nghĩ tự sát là xong sao, lão phu nhất định phải trả thù gấp bội lên người thân của cậu ta. Có người bị nổ đứt một cánh tay. Người khác bị nổ tung một cái chân. Không ai bị thương đến tính mạng. Năm người không ngừng rít gào. Đột nhiên, một âm thanh lạnh nhạt vang lên, các ông thật vớ vẩn, giết một cái hóa thân nho nhỏ của tôi mà tốn nhiều sức lực như vậy. Vậy đánh với người thật của tôi thế nào? Ai? Đám người lão xà, lão ưng vô cùng hoảng sợ. Năm người đồng loạt quay đầu, chợt thấy một thanh niên đang đứng cách đó không xa. Sắc mặt năm lão giả cảnh giới thần chủ đồng thời trở nên cực kỳ sợ hãi. Cậu! Diệp Bắc Minh, sao có thể? Cậu không chết! Lão xà suýt chút nữa cắt đứt lưỡi của mình. Lão ưng hít một hơi thật sâu. Năm người như gặp phải quỷ. Chẳng phải Diệp Bắc Minh vừa chết rồi sao? Sao giờ lại đứng sờ sờ trước mắt bọn họ như không có việc gì thế này? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt giải thích, quên nói cho các ông biết. Vừa rồi kẻ đánh nhau với các ông chỉ là một hình nộm của tôi. Các ông tệ quá rồi, đánh một cái hình nộm cũng cần lâu như vậy. Đánh với người thật thế nào đây? Năm người lão xà, lão ưng run như cầy sấy. Bọn họ sợ hãi nhìn thanh niên như ma quỷ trước mắt. Một giây sau, giống, tiếng rồng ngâm, kiếm đoạn long chủ động bay lên, xẹt qua cần cổ của năm người. Đám lão xà, lão ưng sớm đã mất sức chiến đấu. Phụt, 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 phụt. Năm cái đầu bay lên cao. Á! Chỗ tối truyền ra tiếng hô kinh ngạc. Kiếm đoạn long bay trở về trong tay Diệp Bắc Minh, chỉ về phía âm thanh truyền đến, ra đây. Tôn Kiếm Khung, Võ Đạo Minh và 10 vị nguyên lão bước tới, sắc mặt trắng bệch. Khuôn mặt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, người không biết sống chết thật nhiều. Anh duỗi tay, tiếng rồng ngâm vang lên. Tôn Kiếm Khung hoảng sợ kêu lên. Anh Diệp xin dừng tay, tôi là minh chủ của Võ Đạo Minh Tôn Kiếm Khung, tôi không phải kẻ thù của cậu. Tôi đến đây để nói cho cậu một tin tức, hình như một vị sư tỷ của cậu đang bị người đuổi giết. Tiếng rồng ngâm tạm dừng. Diệp Bắc Minh thu lại kiếm đoạn long, ông nói cái gì? Vèo. Anh bước ra một bước, đứng trước mặt Tôn Kiếm Khung, kiếm đoạn long đặt trên cổ ông ta, nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cơ thể Tôn Kiếm Khung lạnh ngắt, anh Diệp, chuyện là như thế này,
hồi trước chẳng phải cậu từng bước vào vùng đất Nhật Lạc sao? Sau đó, vùng đất Nhật Lạc truyền ra tin tức nói cậu tử vong. Vùng đất Nhật Lạc có một người phụ nữ khủng bố, tên họ cụ thể không ai biết, mọi người chỉ biết cô ấy là nữ hoàng độc tiên. Sau khi biết được cậu đã ngã xuống, nữ hoàng độc tiên chợt nổi điên. Tôn Kiếm Khung nuốt nước miếng, tại vùng đất Nhật Lạc, cô ấy phóng ra khí độc cực kỳ khủng bố, quả thực có thể so với bệnh dịch. Người tu võ ở vùng đất Nhật Lạc gần như chết hết. Đồng thời, bởi vì cái chết của cậu có liên quan đến nhà họ Ngạo, nhà họ Lăng, dưới cơn nóng giận, nữ hoàng độc tiên giết đến tận hai nhà. Người nhà họ Lăng và nhà họ Ngạo chết như ngả dạ, bởi vậy hoàn toàn chọc giận hai gia tộc thượng cổ lớn này. Nghe xong Tôn Kiếm Khung nói, toàn thân Diệp Bắc Minh run lên. Nữ hoàng độc tiên, thả ra khí độc. Khó trách lúc rời khỏi ma quật, Diệp Bắc Minh phát hiện vùng đất Nhật Lạc bị xương độc bao phủ. Anh còn cảm thấy kỳ quái. Hóa ra là thế. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh chợt hiểu ra, là tiểu độc tiên sư tỷ. Chị ấy lại ở vùng đất Nhật Lạc. Anh kích động nhìn Tôn Kiếm Khung, tình huống hiện tại của tam sư tỷ tôi thế nào rồi? Tôn Kiếm Khung ngây người, cô ấy là tam sư tỷ của cậu. Nói, sát ý kinh khủng đè ép xuống. Tôn Kiếm Khung suýt chút nữa bị dọa đến quỳ rạp xuống. Anh Diệp, ngày 7 ngày trước, nhà họ Ngạo và nhà họ Lăng cùng hạ lệnh truy nã, đuổi giết vị tam sư tỷ này của cậu. Chính là nữ hoàng độc tiên. Ông ta hít sâu một hơi, võ đạo minh liên tục chú ý chuyện này, thông qua tin tức mới nhất truyền về. Một ngày trước, nữ hoàng độc tiên đã bị nhà họ Lăng, nhà họ Ngạo, cùng vô số người thuộc tông môn, gia tộc tu võ bao vây bên trong Trụy Long Cốc. Đã quá 24 tiếng, 12 canh giờ, hiện tại e rằng. Trên trán Diệp Bắc Minh nổi gân xanh, tức giận gào thét con mẹ nó. Sao ông không nói sớm? Khuôn mặt già của Tôn Kiếm Khung trắng bệch, tôi không biết đối với cậu cô ấy lại quan trọng như thế. Diệp Bắc Minh gầm lên, Tôn Kiếm Khung, nói cho tôi vị trí của Trụy Long Cốc. Tôn Kiếm Khung không dám chậm trễ. Ông ta lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào một sơn cốc trên đó. Ảnh thuấn. Diệp Bắc Minh gào rú. Trong nháy mắt, cả người biến mất. Đám người Tôn Kiếm Khung hoàn toàn ngây dại, nghẹn họng nhìn chân chối, này. Đây là võ kỹ gì vậy? Là dịch chuyển tức thời sao? Thật là đáng sợ. 10 vị nguyên lão võ đạo minh đứng đằng sau toát mồ hôi lạnh. Tôn Kiếm Khung quát, đừng quan tâm nhiều như vậy, hiện tại đều đi Trụy Long Cốc hết cho tôi. Bổn minh chủ cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn, Diệp Bắc Minh này hình như thật sự tức giận. Nhà họ Ngạo và nhà họ Lăng, phỏng chừng sắp xong rồi. Hít hà. 10 vị nguyên lão võ đạo minh hít ngược khí lạnh, Tôn minh chủ, nào có khoa trương như vậy chứ? Đúng đó. Một lão giả gật đầu, dù Diệp Bắc Minh có nghịch thiên thế nào đi nữa, một mình cậu ta có thể đối phó với hai gia tộc thượng cổ. Lông mày Tôn Kiếm Khung xoắn lại với nhau. Suy tư một lát, ông ta lắc đầu, mặc kệ cậu ta có thể hay không, bây giờ chúng ta lập tức đi Trụy Long Cốc. Có lẽ, chúng ta sắp chứng kiến lịch sử. Ảnh thuấn. Xa ngàn cây số bên ngoài nhà họ Chu, Diệp Bắc Minh nhanh chóng dịch chuyển. Gần như mỗi lần hô hấp, anh đều dịch chuyển hơn 10 cây số. Từ khi rời khỏi chỗ đám người Tôn Kiếm Khung, mới chỉ qua mười mấy lượt hô hấp. Tốc độ của anh nhanh đáng sợ. Chỉ là, liên tục dùng ảnh thuấn mấy chục lần, sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên tái nhợt. Chân nguyên tiêu tốn cực kỳ nghiêm trọng. Anh vừa cắn nuốt đan dược, vừa tiếp tục sử dụng ảnh thuấn di chuyển. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lo lắng nhắc nhở, nhóc, đủ rồi. Cậu còn di chuyển như vậy tiếp, chưa đi đến Trụy Long Cốc thì cậu đã mệt chết trước rồi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, hô hấp dồn dập, tiểu độc tiên sư tỷ gặp nguy hiểm, chị ấy bị hai gia tộc thượng cổ vây công suốt một ngày rồi. Nếu như tôi đến trễ một bước, có lẽ tôi sẽ không được gặp chị ấy nữa. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, nhưng cậu cũng phải chú ý đến tình trạng của mình. Ảnh thuấn là võ kỹ, nó được dùng để chiến đấu. Một trận chiến cũng chẳng dùng được mấy lần, cậu cứ liên tục dùng nó mấy chục lần để đi đường như vậy, nãy giờ không bị khô kiệt chân nguyên mà chết đã đủ may mắn. Theo suy đoán của tôi, cậu dùng ảnh thuấn thêm 10 lần nữa, chân nguyên sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Không may mắn, đan điền sẽ nổ tung.
Diệp Bắc Minh lấy một giọt máu rồng ra, nếu như tôi nuốt một giọt máu rồng, có thể lại sử dụng ảnh thuấn không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngây người, nhóc, mẹ nó cậu quá lãng phí. Đây là một giọt máu rồng đó, cậu biết cái này có ý nghĩa như thế nào không? Nếu cậu lấy nó ra, tất cả thế lực trên đại lục chân võ đều sẽ không màng mạng sống mà tranh đoạt. Diệp Bắc Minh hét lớn, tôi không hỏi cái này, tôi hỏi ông có thể tiếp tục sử dụng ảnh thuấn hay không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngưng trọng trả lời, có thể, ít nhất dùng được trên 300 lần. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, vậy là tốt rồi. Anh không hề do dự. Nuốt thẳng một giọt máu rồng. Giống. Hơi thở của máu rồng như sóng thần sao động lan xa. Tất cả ma thú trong phạm vi ngàn dặm đều khiếp sợ nhìn qua. Cùng lúc đó, Trụy Long Cốc. Toàn bộ bầu trời bị bao phủ bởi thứ ánh sáng đỏ như máu. Trên mặt đất, khắp nơi đều là thi thể thối rữa do kịch độc, chẳng khác gì địa ngục nhân gian. Chỗ sâu trong Trụy Long Cốc, mấy ngàn người tu võ lạnh lẽo vây thành một vòng tròn, nhìn chòng chọc vào cô gái ở trung tâm. Nóng vội chia của. Ngoài mấy người Ngạo Cửu Thiên, Lãnh Vô Thần, Lăng Thăng Long và Lăng Yên ra. Còn có mười mấy người tu võ trên cảnh giới thánh chủ. Ngạo Cửu Thiên người đầy bụi đất, cắn chặt răng, con đàn bà điên này, vì một tên Diệp Bắc Minh mà giết chết nhiều người như vậy. Nhà họ Ngạo và nhà họ Lăng bắt tay. Tập hợp 100.000 người tu võ đuổi giết nữ hoàng độc tiên. Hiện giờ, tại chỗ chỉ còn lại mấy ngàn người. Tổn thất vô cùng nặng nề. Lăng Thăng Long bên cạnh ho khan hai tiếng, khụ khụ. Dù sao cũng là thể vạn độc hiếm thấy. Có điều, cái giá phải trả để giết chết cô ta thật sự quá lớn. Một lão giả âm trầm mở miệng, không sao, mỗi cm trên thể vạn độc đều là báu vật. Chỉ cần giết cô ta rồi chúng ta chia sẻ máu thịt, bao nhiêu tổn thất cũng đáng giá. Mọi người quay sang nhìn lão ta. Da đầu chợt tê dại. Lão tổ quỷ Y Môn. Phần cằm của lão ta hoàn toàn thối rữa. Gần như chỉ còn có nửa cái đầu. Cuống họng không ngừng nhúc nhích để phát ra âm thanh. Một bà lão cụt tay đỏ mắt, chồng tôi chết dưới kịch độc của con điên này, nhà họ Thạch tôi muốn một cánh tay của cô ta. Lăng Thăng Long hừ lạnh, Thạch bà xí phần hơi lớn quá rồi đấy. Bao nhiêu người đây còn chưa đủ chia, một mình bà muốn một cánh tay. Thạch bà hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Thăng Long, lão già, nếu không phải do ông thì nhà họ Thạch tôi cũng sẽ không thiệt hại nặng nề như vậy. Bà già này chỉ muốn một cánh tay, cho nhà họ Lăng ông đủ mặt mũi rồi đấy. Lão tổ quỷ Y Môn nhếch miệng cười, lão phu muốn tử cung của cô ta, tử cung của đàn bà là thứ quý giá nhất. Đó là nơi sản sinh ra vạn độc, người bình thường đụng phải một chút dịch máu của người phụ nữ mang thể vạn độc đều sẽ bị độc chết. Bằng không thì lão phu thật sự rất muốn xem thử, đứa con do thể vạn độc sinh ra rốt cuộc sẽ có dáng vẻ gì. Khặc khặc khặc, lão tổ quỷ Y Môn cười, đáng tiếc, không có người đàn ông nào có thể kết hợp với cô ta. Bởi vì thiếu mất cái cằm, lão ta trông cực kỳ kinh khủng. Nhà họ Nguyên tôi muốn một cái bắp đùi của cô ta. Dựa vào đâu chứ, nhà họ Hùng tôi cũng muốn một cái đùi. Nhà họ Phương tôi muốn đầu cô ta. Nhà họ Phương mày cút mẹ đi, nhà họ Hàn tôi muốn đầu cô ta rồi. Nhà họ Thương muốn nội tạng. Nhà họ Thương, mày cũng xưng á, quả tim là của nhà họ Từ. Không phục thì đánh một trận. Mấy trăm tiếng nói cùng vang lên, không ngừng tranh cãi. Đủ rồi. Đột nhiên, một tiếng quát khẽ truyền đến. Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn. Chỉ thấy khuôn mặt đeo mạng che mặt của Lăng Yên. Dưới mạng che mặt là gương mặt đã thối rữa vì trúng độc. Ánh mắt của Lăng Yên vô cùng thù hận, con đĩ này còn chưa có chết đâu, mấy người đã nghĩ đến việc chia cắt độc thể của cô ta. Mọi người nhướng mày. Lăng Yên không hề khách sáo, nói không chừng chốc nữa lúc vây đánh con đĩ này sẽ còn chết thêm một đám người nữa đấy. Đến lúc đó rồi thảo luận lại chuyện chia của sau, sẽ không có nhiều người, cũng không phiền phức như bây giờ. Vừa dứt lời, xung quanh ồ lên. Gần như tất cả mọi người đều căm tức nhìn Lăng Yên. Cô! Láo xược! Một đứa nhóc con mà dám nguyền rủa chúng ta như thế. Có tin lão phu một phát đập chết cô không? Một đám lão giả quát lớn. Lăng Yên đến từ nhà họ Lăng, không ai dám ra tay thật. Thạch bà nhếch miệng nhe răng cười, cô bé này nói cũng không sai, chờ giết chết nữ hoàng độc tiên đã.
rồi chúng ta thảo luận chia cắt độc thể như thế nào cũng không muộn, mọi người cùng nhau ra tay, tranh bằng bản lĩnh của mình. Nếu ai không may chết mất thì không có phần nữa. Lão tổ quỷ y môn phát ra tiếng cười như ác quỷ, khặc khặc khặc, quỷ y môn đồng ý. Lăng Thăng Long gật đầu, nhà họ Lăng không có ý kiến. Ngạo Cửu Thiên lạnh lẽo nhả ra một câu, nhà họ Ngạo đồng ý. Mọi người nhìn nhau. Chợt, nhà họ Hùng đồng ý. Nhà họ Phương đồng ý. Phá Đao Môn đồng ý. Vậy còn chờ gì? Giết! Trong chốc lát, mấy ngàn bóng thời đồng thời lao tới. Đúng lúc này, nữ hoàng độc tiên đột nhiên mở mắt, cơ thể bộc phát ra một mảnh xương độc kinh khủng. Bù! Nó hóa thành một cơn gió đen, quét sạch về phía trước. Á! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy trăm người tu võ lập tức hóa thành xương trắng, chết ngay tại chỗ. Đám Thạch Bà và lão tổ quỷ y môn nhanh chóng lùi về phía sau, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nhìn đằng trước. Khuôn mặt già nua của Thạch Bà vặn vẹo, đúng là con đĩ đáng chết, đến giờ vẫn có thể thả ra loại xương độc kinh khủng này. Con người lão tổ quỷ y môn lạnh lẽo, hừ, theo lão phu đánh giá, cô ta nhiều nhất còn có thể phóng ra loại xương độc với cường độ này thêm 3 lần nữa. Ông chắc chắn chứ? Một người đàn ông trung niên nhìn qua. Lão tổ quỷ y môn gật đầu, chắc chắn. Vậy xem may mắn của từng người. Giết! Mấy ngàn người thu võ một lần nữa đồng loạt ra tay, ai ai cũng giết đỏ cả mắt, khí thế ngút trời. Bù! Nữ hoàng độc tiên lại thả ra khí độc, quả nhiên suy yếu hơn lần trước rất nhiều. Chỉ có hơn 200 người chết đi. Ha ha, cô ta không xong rồi. Thừa dịp cô ta kiệt sức, giết cô ta. Giết! Tiếng giết chóc long trời lở đất vang lên, nữ hoàng độc tiên cắn răng phản kích. Ầm, nghe như tiếng sét nổ tung, xương độc tản ra ngoài. Lần này, không đến 100 người ngã xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.